tiếp tục là khung giờ 21 giờ 15 phút hàng ngày em Thu lại xuất hiện trên livestream để gì ạ? Giao lưu chia sẻ cùng tất cả cộng đồng Việt Nam chúng ta để giúp cộng đồng chúng ta hiểu và nắm giữ cái cổ phần giá trị của tập đoàn Uniska nhé. Vâng, cháu chào chú Minh. Chị chào Cương. Ai nữa đây? Chị chào Hương Lê nhé. Hương Lê đúng không? Rồi ok. Chị chào Trần Nữ, chào tất cả quý cô chú anh chị em. Tuyệt vời quá. Em sẽ gõ cái này xa ra một chút, cái này hơi gần. Vâng, em chào chị Hoàng Anh đúng không ạ? Ok Hương Lê. Chào bạn Thư xinh đẹp, cảm ơn bạn Kiên. Chào bạn nhé. Bạn Kiên phát triển mạnh lên nha. Thu thấy là những anh chị em đã là tuổi 81 ấy, tuổi Tân Dậu ấy. Chắc là nhiều anh chị em gọi là cái tuổi Tân Dậu, đứng trước Tân là vất vả đúng không ạ? Vất vả nhiều rồi, bây giờ có cơ hội để thay đổi cuộc sống. Thì Thu thấy là tất cả các anh chị em hầu hết ai cũng là rất yêu công nghệ Uniskai và gì rất là năng lượng khi lan tỏa cơ hội. Trong đó có Thu và bạn là Trung Lai, bạn Huyền và bạn Khuyên và bạn gì nữa ta? Đấy, tức là Thu biết những các bạn là tuổi Tân Dậu thì thấy ai làm việc đều rất là năng lượng và gì ạ, tâm huyết, nhiệt tình và tức là cái sự gọi cho đi và cái thời gian ấy, đấy, cái sắp xếp cái thời gian lan tỏa cũng rất là tuyệt vời. Các bạn nếu mà không lên livestream nhiều là các bạn cũng đi offline rất là nhiều. Mẹ ơi, ok. Bố vừa rót nước, không con tự đổ xong là bố. Bố con cao hơn. Rồi con giỏi lắm. Thế con xách nước lên đi. Đấy, đi con lên đi. Vâng, đã mời quý cô chú anh chị trong livestream của em Thu rồi ạ. Chúc mọi người. Mẹ ơi, để con lên phòng chị tối nhá. Chủ nhật vui vẻ. Vâng, cảm ơn chị Hoàng Anh. Chị Hoàng Anh là chị đang tại ở bên nước Anh đúng không ạ? Chị đang ở tại bên nước Anh. Xin chào bạn Titi, chào chào chú Thắng. Ở cháu mưa chưa, chỗ chú đang mưa lên nghe không rõ do không có tai nghe. Ở chỗ cháu là mưa hôm qua, hôm nay sáng trong ngày hôm nay này vẫn lắng rồi, lắng lên rồi, không mưa như hôm qua nữa. Hôm qua đều mưa đêm, ba hôm nay mưa đêm, ba hôm nay đều mưa đêm chú ạ. Ok chị chào chú Văn. Và hôm nay là buổi cuối tuần, buổi chủ nhật thì ngày mai không có gì thay đổi là thứ hai rồi đúng không ạ? Ngày mai không có gì thay đổi là thứ hai rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu những anh chị, cô chú, anh chị nào mà đang làm công việc truyền thống, ví dụ công nhân, rồi nhân viên nhà nước. Rồi chúng ta là một buổi đầu tuần để làm gì ạ? Để là năng lượng hơn. Và hôm nay cũng là ngày chủ nhật mà cũng là ngày buổi cuối cùng. Vài hôm vừa rồi, buổi cuối cùng của tuần này. Em cũng muốn chia sẻ với tất cả các quý cô chú anh chị một cái tiêu đề, đó là nền kinh tế của năm 2023. Thì tất cả quý cô chú anh chị hãy cùng em Thu là gì ạ? Lan tỏa cơ hội giá trị của tập đoàn Uniskai bằng cách là cùng em Thu là gì ạ? Lan tỏa là chia sẻ livestream giúp em Thu và gì ạ? Tắt tên những người bạn thân yêu và livestream giúp em Thu nhé. Chúng ta là gì ạ? Giúp được một người thì một gia đình giàu có hạnh phúc đúng không ạ? Và giúp được nhiều người thì nhiều gia đình giàu có hạnh phúc. Bởi vậy cho nên chúng ta là gì ạ? Hãy giúp họ đúng không ạ? Hãy giúp họ có cơ hội giá trị tuyệt vời này trong tay. Ở ngoài kia rất là nhiều người đang cần chúng ta đấy ạ. Và cháu cũng nhờ các cô chú, các anh chị em hãy lan tỏa cơ hội đúng không ạ? Chúng ta cùng chung tay. Bởi vì tất cả chúng ta đã là cổ đông của tập đoàn Uniskai rồi, chúng ta đều hiểu giá trị của tập đoàn Uniskai rồi, sẽ mang lại cho chúng ta điều gì và tới đây nó sẽ giá trị như thế nào đúng không ạ? Một cơ hội ý nghĩa và nhân văn, một cơ hội gọi là không hạn chế đúng không ạ? Không hạn chế, ví dụ như là bây giờ em Thu muốn giúp 1.000 người thì cũng không hạn chế trong vòng 1.000 người đâu ạ, và có thể là hơn hàng chục nghìn người cũng được đúng không ạ? Càng nhiều càng tốt, bởi vì khi là nhiều người biết đến, nhiều người nắm giữ cơ hội thì đương nhiên là cái công nghệ này nó sẽ gì thành hiện thực. Nó sẽ sớm là gì ạ? Nó sẽ sớm ra ngoài thị trường thì đương nhiên là cái thành công nó gần hơn. Và vì như vậy em Thu đã là cổ đông của tập đoàn và gia đình em Thu đã là cổ đông của tập đoàn Uniskai, và em tâm huyết với Uniskai là gì ạ? Muốn lan tỏa thật nhiều đến tất cả quý cô chú anh chị em ở ngoài cộng đồng,
chưa biết đến cái cơ hội tuyệt vời này, đúng không ạ? Để làm gì ạ? Để họ nắm được cái cơ hội này và giúp công ty, giúp tập đoàn là gì ạ? Có cái số vốn thì nhanh ra thị trường. Đó, một thành công rất là lớn, đúng không ạ? Cháu chào cô Lịnh nhá. Chào Hạnh Tạ, chào chị Nguyễn Trinh. À, em chào tất cả quý cô chú anh chị mới vào đây ạ. Và trong năm 2023 này thì các quý cô chú anh chị và các em đã biết là không những Việt Nam chúng ta mà cả toàn cầu, đúng không ạ? Cả toàn cầu là chúng ta có, tức là nền kinh tế nó suy thoái rất là lớn, rất là lớn. Và sau cái đợt suy thoái này chúng ta sẽ có một cuộc sống, một cái mới để chúng ta để bước vào một cái kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Và mọi thứ, tức là mọi thứ đều tốt đẹp nha quý cô chú anh chị nha, chứ không phải riêng một ngành nào đó đâu ạ. Mọi ngành nghề đều tốt đẹp hơn và chúng ta sống trong cuộc sống an lành hơn, hạnh phúc hơn và tất cả mọi thứ đều theo ý muốn của chúng ta đấy ạ. Đấy, lúc đó chúng ta mới thực sự là hưởng một cuộc sống hạnh phúc thực sự. Ok, chị chào Hạnh Ngọc. Cô chào cháu Thu thông minh xinh đẹp cùng anh chị em của Đông UST. Vâng, cháu cảm ơn cô Lịnh rất là nhiều ạ. Cháu cảm ơn cô đã chia sẻ livestream giúp cháu Thu nhé. Em chào chị Hằng nhé. Và em Thu sẽ ghim cái số Zalo của em Thu là tiện cho quý cô chú anh chị có thể liên hệ, có thể là gì ạ? Kết bạn với em Thu bằng số Zalo này nhé. Cảm ơn anh Kiên Lê. Đó, em sẽ ghim cái số điện thoại của em ở cuối cái màn hình của điện thoại của em. Khi nền kinh tế đó đang suy thoái rất là lớn, rất là mạnh, không phải là như mọi năm nữa đâu ạ. Mọi năm cũng suy thoái nhưng mà nó một cái cấp độ rất là nhẹ. Nhưng với năm 2023, đấy, cuối năm 2022 đã có hiện tượng rất là gì ạ, đáng kể rồi. Nhưng bắt đầu là đến năm 2023 thì trong 5 tháng đầu tiên của năm 2023 đã gì ạ, đã khiến những doanh nghiệp, những gì ạ, công ty, những doanh nghiệp đã phải rời thị trường rất là lớn. Cách đây khoảng độ 2 tuần đó là gì ạ, có một cái thông báo đó là gì ạ, 77.000 doanh nghiệp, và đến ngày hôm qua, ngày hôm kia đã gì ạ, đã có là 80.000 doanh nghiệp rồi. Đó, các quý cô chú anh chị thấy nó kinh khủng không ạ? Bởi vì gì? Không đủ tiêu chuẩn và không thể là gì ạ? Ví dụ kinh doanh thì chúng ta muốn kinh doanh thì chúng ta phải có một cái thị trường để chúng ta xuất nhập khẩu, đúng không ạ? Xuất nhập. Thế nhưng mà khi cái thị trường nó đã hầu hết cả toàn cầu nó đóng băng, đấy, tức là mọi ngành nghề nhé, thì lúc đó chúng ta là gì ạ, là sẽ bị suy thoái lớn hơn và cái cấp độ nó mạnh hơn. Và khi những cái cấp độ nó mạnh hơn rồi thì buộc những cái doanh nghiệp mà không chống chọi nổi là đã bị gì ạ, rời khỏi thị trường là như vậy. Và trong đó kéo theo, đúng không ạ, trong đó kéo theo những gì ạ, công nhân đấy, những công nhân. Khi doanh nghiệp của họ đã gì ạ, đã không còn ở thị trường nữa thì đương nhiên người đầu tiên là gì ạ, chủ doanh nghiệp, và tiếp đó là những công nhân đang làm việc với họ. Các anh chị thấy không ạ? Và bây giờ trong khi đó Việt Nam chúng ta là gì ạ, rất nhiều anh chị em và rất nhiều những công ty và những anh chị em mà chuyển sang là gì, môi giới để đi nước ngoài, đúng không ạ? Chuyển sang môi giới để đi nước ngoài là nghĩ là gì ạ, sẽ giúp được những anh chị em sang nước ngoài để làm gì ạ? Thứ nhất là bản thân có cái công việc này. Thứ hai là giúp các anh chị em sang nước ngoài để làm gì? Để có công ăn việc làm. Nhưng họ đâu có biết nước ngoài hay nước trong, tức là nước ngoài hay Việt Nam chúng ta đều như nhau hết rồi. Nó là một gì ạ? Cả toàn cầu rồi. Chứ không phải là ở Việt Nam chúng ta ít việc mà chúng ta chạy sang nước ngoài mà có việc đâu ạ. Mà kể cả có việc chăng nữa chúng ta chỉ có tạm thời một thời gian, một vài ba tháng nữa thôi. Sau đó là khi ạ, khi những cái thông tin mà các anh chị đã được trong nhóm em Thu đưa đấy ạ, sau khi nó gì ạ, nhấn nút một cái chuyển sang cái mới thì đương nhiên lúc đó là gì, Gseda và Leseda, lúc đó là các anh chị biết rằng là cả toàn cầu luôn, đúng không ạ? Lúc ý là mình đã sang rồi, đúng không ạ? Đi mắc núi trở lại mắc sông. Đấy, lúc đó là các anh chị em rất là vất vả. Và khi em Thu phát livestream như thế này, nếu như các anh chị em mà có chuẩn bị đi sang nước ngoài làm việc thì hãy cân nhắc nhá, hãy cân nhắc để cho mình một cái gì, sự lựa chọn sáng suốt hơn. Chào bạn Tôn Tự, chào tất cả các anh chị em mới vào nhé.
Ok chị chào Thu. Chào bạn Thạch Nguyễn. Cảm ơn anh Kiên Lê đã tắt tên những người bạn thân Liêu vào livestream nhé. Đó. Thì họ đâu có biết tới đây là có những thông tin, đúng không ạ? Tới đây là cả đã có những thông tin là Thu đã đưa lên nhóm rồi, đúng không ạ? Và họ đâu có biết được là thế giới họ cũng như mình, cũng suy thoái, thậm chí còn nặng hơn, đúng không ạ? Thì đầu tiên, đó, các anh chị thấy ạ, Silicon của Mỹ là những ngân hàng đã bị lớn nhất của Mỹ mà đã bị gì ạ? Đã bị là phá sản rồi. Tức là nền kinh tế nó phá sản từ cái gì ạ? Từ cái ngân hàng, nó là một cái mức mốc đầu tiên mà họ đã bị, mà Silicon, một ngân những ngân hàng lớn của Mỹ đó. Silicon của Mỹ thì các anh chị biết là nó lớn, mà các anh chị biết rằng Mỹ là một đất nước mạnh, cực kỳ mạnh, đúng không ạ? Người ta có cái câu ngày xưa đó là, em đọc cái cuốn sách thì mà người ta nói là Mỹ hắt hơi thì cả thế giới cảm lạnh, là như vậy đấy ạ. Mà bây giờ Silicon của Mỹ đấy, ngân hàng lớn nhất nhì ba của Mỹ đã bị phá sản từ ngày 10 tháng 3 năm 2023 vừa rồi. Đó. Thì tiếp theo những các quốc gia khác đó, thì em đã đưa thông tin lên nhóm, các anh chị biết rồi đấy ạ. Thì các anh chị thấy rằng khi mà cả thế giới đấy, suy thoái, mà em đã nói nhấn mạnh là nước ngoài, đúng không ạ? Người ta còn bị nặng hơn. Mà các anh chị bây giờ đang làm công nhân ở những nước ví dụ như Anh, như Nhật, ở Đài Loan, hoặc là những cái quốc gia như bên châu Âu, thì các anh chị phải biết, các anh chị, những anh chị mà đang làm chỉ biết là ít việc đi, hoặc là việc nó cảm thấy là chuẩn bị hết việc rồi, thì các anh chị chỉ biết thế thôi. Nhưng các anh chị không biết được là tới đây cái luật mới nó là như thế nào, đúng không ạ? Mà may mắn em Thu đã được biết, và chúc mừng cho những anh chị em đã được vào nhóm của em Thu. Đó. Và ở đây là gì ạ? Mà khi chúng ta đã không biết rồi, đúng không ạ? Mà ngày hôm nay có thể các anh chị nghe được em Thu livestream, phát livestream như này, em Thu đã bật mí, bật đèn xanh cho các anh chị em biết cái thông tin đó. Thì các anh chị em hãy cân nhắc thật kỹ trước khi sang một đất nước nào đó để làm kiếm cho mình một cái công việc để lao động, đúng không ạ? Mà chúng ta đi đâu có phải đi người không đâu, đúng không ạ? Chúng ta đi đâu có phải người không đâu, chúng ta đi phải cài theo vào mông là một kìa, vài 300 triệu hoặc là hơn 100 triệu tùy theo cái đơn hàng chúng ta chạy đi, tùy theo từng quốc gia để chúng ta, ví dụ sang quốc gia bên Úc chẳng hạn, có thể là mất số tiền rất là lớn đấy khi chạy đi, và có thể sang Đài Loan có thể là mất mấy chục, có thể hơn 100, đó, tức là tùy theo quốc gia đó. Thì khi nghe các cái thông tin của em Thu đã đưa lên thì các anh chị hãy cân nhắc, đúng không ạ? Và em Thu đã nói lên livestream như này, nhiều những anh chị mà đang chạy cho các anh chị em người Việt Nam mình sang nước ngoài thì rất là không thích em Thu đâu ạ, đúng không ạ? Bởi vì họ đang làm vì họ mà, họ đang làm vì họ mà chính bản thân họ cũng không biết được những cái thông tin đó. Và những tuần vừa qua, thứ nhất là em kết bạn và em chia sẻ kết bạn trên tức là em phát trên livestream hoặc là em kết bạn qua Facebook, qua Zalo, và em chia sẻ những cái kiến thức, những cái thông tin mà em đã được biết đó. Và ở đây là gì ạ? Nhất là những anh chị đang làm bất động sản và crypto. Đấy, những đồng forex coi kiếp đấy ạ. Đó. Không phải là coi rác đâu các anh chị nha, kể cả coi tổng đồng BTC tới đây, nếu như mà không gì ạ, không chạy vào cái web3 đó thì cũng không thể tồn tại được. Thực sự đấy ạ. Đó, thì ở đây là em chỉ muốn giúp cộng đồng, không phải là chỉ đầu tư góp vốn với tập đoàn của em đang có vốn đâu ạ, mà giúp các anh chị có những thông tin bổ ích khác để các anh chị có một cái sự lựa chọn để khỏi phải thiệt thòi cho các anh chị mà thôi, chứ không phải là chu lợi gì cho bản thân em đâu ạ. Còn các anh chị nào mà cảm thấy tin thì các anh chị gọi điện hoặc nhắn tin, gọi điện trực tiếp với em. Còn các anh chị mà không tin thì thôi, có thể đây là một cái thông tin rác ấy, thông tin gọi là mình lướt trên Facebook, mình nghe được cái này coi như thông tin rác đi, các anh chị có thể bỏ qua. Nhưng tới đây 1 đến 2 tháng nữa, có thể trong tháng 6 này mà có thể sang tháng 7 thôi, chúng ta mới biết được thông tin Thu đưa ngày hôm nay và thời gian qua nó đúng hay không. Còn Thu chưa muốn các anh chị là gì ạ, tin tưởng 100%, các anh chị cần nghe để chính xác, đúng không ạ? Chào chị Thu, ok chị chào Gia Cương. Thì các anh chị thấy không ạ, ngay tối hôm nay thôi, trong nhóm Thu đã gửi những thông tin cho các anh chị. Đấy, thứ nhất là chúng ta phải chăm sóc sức khỏe đầu tiên, quan tâm đến sức khỏe đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta đang nắm giữ những cái tài sản đó. Đấy, chúng ta cần phải có sức khỏe là gì ạ? Để gì ạ? Để có cái tài sản đó, nhưng chúng ta cần cái sức khỏe. Và cái đầu tiên là chúng ta quan tâm đến sức khỏe, và cái thứ hai là chúng ta nắm giữ thật chặt những cái cơ hội đang trong tay chúng ta. Đấy, thứ nhất là cái cổ phần doanh nghiệp của tập đoàn Ulisky,
Và thứ hai là gì? Tất cả những thông tin đó đều liên quan đến gì ạ? Thị trường mà. Đấy, thị trường cả thế giới, thị trường cả thế giới thì các anh chị phải biết là đó là liên quan, các anh chị đang nắm cái tài sản trong tay thì các anh chị phải cần phải biết, phải nghe những cái thông tin đó, đúng không ạ? Vâng, bây giờ đã 26 quý cô chú anh chị em trong livestream của em Thu rồi. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em. Và chúng ta đã yêu công nghệ Ulisky, hãy chung tay với em Thu là lan tỏa cơ hội, là giúp cộng đồng. Đó, chúng ta chỉ cần ở trong Việt Nam thôi, chúng ta cũng có cơ hội tuyệt vời rồi. Chúng ta không phải đi đâu hết, đúng không ạ? Không phải đi đâu hết. Mà khi có cái cơ hội tuyệt vời rồi, chúng ta hãy tìm hiểu để xem có đúng sự thực sự nó tuyệt vời hay không. Và lúc đó chúng ta mới gì ạ? Mới nắm giữ nó. Và cái lời khuyên, cái lời chia sẻ, cái lời những cái mà Thu phát livestream mấy tháng trời nay, đó, sắp 3 tháng rồi. Đấy, sắp được 3 tháng liền rồi. Là các anh chị thấy ạ, tất cả mọi thông tin Thu đưa lên livestream, phát livestream này, Thu nói ra đều là thông tin Thu đã chắt lọc và gì ạ? Những kiến thức của Thu đã được học trong thời gian gần 3 năm qua. Đó. Thì đâu đó là Thu đầu tiên Thu muốn là mục tiêu của Thu là gì ạ? Ôn lại những kiến thức để nhớ, để cài đặt trong tiềm thức để gì ạ? Để có những kiến thức để mình nhớ lâu hơn. Người ta gọi là có kiến thức, gọi là cho đi là sẽ còn mãi, tức là còn mãi ở trong đầu mình đấy. Trong đầu mình sẽ không bao giờ quên được những kiến thức của mình đó. Và đâu đó lại giúp được cộng đồng có những cái kiến thức, những cái thông tin bổ ích đó. Và cái mục đích thứ hai là Thu muốn lên livestream là gì ạ? Để là giúp cộng đồng đấy, nắm được cái cơ hội, cơ hội tuyệt vời, cơ hội kim cương của tập đoàn Ulisky. Đấy, góp vốn cổ phần. Các anh chị nhớ là góp vốn tài trợ cổ phần, chứ không phải là gì ạ? Tài trợ vào một dự án, tài trợ vào một cái giải pháp lớn nhất của thế kỷ 21, tức là của thế kỷ 21, chứ không phải là của gì ạ? Một vài ba năm năm 15 đâu ạ, cả một cái thế kỷ đấy ạ. Bởi vì Thu càng có những cái thông tin kia, Thu mới biết được rằng là cái công nghệ sạch, cái năng lượng sạch nó cần thiết trong cái gì ạ? Kỷ nguyên mới tới đây đó. Bởi vậy cho nên là Thu muốn là gì ạ? Liên tục lên livestream để lan tỏa cơ hội, để giúp cộng đồng đấy hiểu ra cái giá trị và nắm giữ cái tài sản vô cùng giá trị và tuyệt vời. Chúng ta sau này không phải gì ạ? Vừa ngồi trên con tàu, vừa không có cổ phần, vừa phải trả phí, đúng không ạ? Khi ngày hôm nay chúng ta biết mà chúng ta lại bỏ lỡ, đó là điều, là cái sự lựa chọn của chúng ta mà thôi. Còn khi chúng ta biết trước rồi, ngày hôm nay Thu lan tỏa, các anh chị em cổ đông, các cô chú là đã là cổ đông rồi, đã lan tỏa giúp cộng đồng rồi, mà ngày hôm nay các anh chị biết mà các anh chị không gì ạ, tìm hiểu để nắm giữ, đó là lỗi của các anh chị chứ không phải lỗi của những người đã biết, đã đi trước, đúng không ạ? Và gần 3 tháng nay Thu lên liên tục là muốn là gì ạ? Hôm nay các anh chị theo dõi một buổi, ngày mai các anh chị theo dõi buổi tiếp theo, và có thể là 1 tháng, 2 tháng, thậm chí 3 tháng. Đấy, thì các anh chị sẽ hiểu được và anh chị sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đang cần những cơ hội, đang cần những cái đòn bẩy để trong cuộc sống của chúng ta. Đó là cái điều là Thu gọi là tâm huyết nhất đấy ạ. Đó. Và ok, chào Trương Khang. Và những thông tin ấy thực sự mà nói ấy, những cái đồng crypto, nói những cái sân sàn tài chính bây giờ mà tới đây mà gì ạ, anh chị em mà không lo cho mình khi có thông tin, lo cho bản thân mình thì người thiệt thòi đó là của các bạn, các anh chị em mà thôi, chứ không phải là của Thu. Bởi vì Thu đâu có giúp các anh chị vào những lĩnh vực đó đâu, đúng không ạ? Mà Thu chỉ biết thông tin để giúp anh chị hãy rút chân ra. Đấy, rút chân ra khỏi cái đó càng sớm càng tốt. Bởi vì tới đây thì các anh chị mới biết được cái thị trường nó như thế nào, đúng không ạ? Và muốn ở đây là gì ạ? Các anh chị đã vào nhóm của Thu rồi thì các anh chị phải biết là hãy lan tỏa với những người xung quanh của mình. Khi chúng ta nghe được những cái thông tin đó, chúng ta cần phải lan tỏa đến với gì ạ? Những người thân, những người bạn, mối quan hệ của mình để giúp họ, đúng không ạ? Giúp họ để họ khỏi phải thiệt thòi, đúng không ạ? À, vâng, em cảm ơn anh Long Quang Tèo, cảm ơn anh ạ. Hello Thu xinh đẹp, đã mang thông tin UST mới nhất về với các anh chị chúng ta. Rất là cảm ơn em xin nhiều. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Ok, chào bạn chào chị Bằng Lăng Tím. Cảm ơn tất cả các anh chị em trong livestream của Thu tối ngày hôm nay ạ. Cũng có gì ạ? Người ta gọi là số đông, đúng không ạ? Gọi là cộng đồng, gọi là số đông. Thì ở đây là gì ạ? Muốn số đông hiểu được ra giá trị thì em Thu phải liên tục phơi mặt trên cái Facebook này. Bởi vì số đông người ta thường nghĩ là gì ạ?
Thứ nhất là người ta nói là cơ hội ngon thế làm gì đến lượt mình. Cái thứ hai là gì ạ? Người ta bảo là không làm mà lại có ăn, đúng không ạ? Ở đây là gì? Ở đây không phải là không làm mà có ăn. Chúng ta không làm nhưng chúng ta phải gì? Bỏ vốn mà. Hoặc chúng ta nếu dụ chúng ta có khai thác cái đồng pin lên quốc ấy, đó, thì chúng ta cũng phải bỏ thời gian này. Chúng ta khai thác hàng ngày cơ mà, chúng ta cũng bỏ công, đúng không ạ? Đấy, cho nên ở đây là đừng có anh chị em nào đừng nghĩ là những các anh chị em số đông ấy thường là nghĩ như vậy, đúng không ạ? Và Thu chỉ nhắc lại với các anh chị một điều rằng Thu cũng như các anh chị mà thôi. Đấy, Thu cũng như các anh chị mà thôi, cũng chỉ là người từ nghề truyền thống mà khi biết đến cơ hội thì lan tỏa giúp các anh chị mà thôi, các cô chú, các anh chị em mà thôi, chứ không phải là gì ạ? Thu đang làm một cái chức gì to lớn gì ở ngoài kia để gì ạ? Để lên đây để chuộc lợi cái gì đó, đúng không ạ? Các anh chị phải nghĩ thoáng ra một chút. Mình sợ mất gì, nhưng mình bỏ, mình nắm giữ, mình mất cái gì, nhưng mình bỏ qua mình mất những gì? Mình mất nhiều hơn hay mình được nhiều hơn? Chúng ta cần phải đặt câu hỏi và chúng ta cân nhắc cái điều đó. Mà tại sao cái con bé đó ngày nào nó cũng lên livestream, đúng không ạ? Tại sao chúng ta phải đặt câu hỏi, tại sao ngày nào nó cũng lên livestream? Livestream để làm gì, đúng không ạ? Và những thông tin đó lấy từ đâu, và những thông tin đó có chuẩn hay không? Đó, chúng ta phải có cái sự tò mò một chút. Người ta nói rằng gì ạ? Làm giàu là một bộ môn khoa học, có thể học mà, đúng không ạ? Thế tại sao chúng ta không học? Chúng ta cứ đi làm, bỏ thời gian, bỏ công sức, mà cuối cùng chúng ta cứ phụ thuộc vào người khác. Và khi gì, những doanh nghiệp đó người ta không còn tồn tại nữa thì đương nhiên người thiệt thòi là chúng ta. Lúc đó chúng ta bơ vơ đi tìm công việc khác. Mà thị trường lúc đó là những cái công ty, những cái doanh nghiệp còn tồn tại thì có thể người ta chỉ giữ cho những công nhân cũ của người ta thôi, đúng không ạ? Và những công nhân mới của chúng ta mới vào, kể cả có một chút thời gian ngắn nữa, chỉ cũng là tạm thời. Người ta gì ạ? Thải mình lúc nào cũng không biết. Người ta phải giữ cái người cựu của người ta trước chứ ạ. Đó, mình mới vào làm sao có kinh nghiệm bằng những người cũ. Đó, cho nên chúng ta phải tỉnh táo cái đoạn đó nhá. Và nhất là những anh chị em bây giờ nghĩ ở Việt Nam chúng ta thì gì ạ? Đang suy thoái như này, công việc không có, đi một chuyến nước ngoài. Đó, Thu nhắc lại nhá. Đi một chuyến nước ngoài để mong được cái gì? Sự thay đổi. Nhưng các anh chị có thấy gì ạ? Cả thế giới bây giờ đều gì ạ? Như nhau hết, thậm chí nước ngoài còn quá Việt Nam chúng ta hả các anh chị nhá? Còn quá Việt Nam chúng ta. Đó. Và Thu đã có một cái thông tin gửi đến nhóm, các anh chị biết rằng ạ, có 9 nước đầu tiên ạ, 9 nước đầu tiên ạ là báo động. Đó, báo động chuẩn bị vỡ rồi ạ. Thì chúng ta sang đó, một cái đất nước, một cái quốc gia mà chuẩn bị vỡ rồi. Đấy, thì các anh chị liệu có tồn tại được đâu hay không? Và em xin nói một câu với các anh chị này, tại sao một quốc gia mà người ta còn báo động như thế mà mình sang, đúng không ạ? Mà mình là một người công nhân, một người quốc gia khác sang thì liệu chúng ta có tồn tại hay không? Và đơn giản như này, khi chúng ta làm việc ở Việt Nam với một doanh nghiệp nhỏ thôi chứ chưa nói to mà người ta gì ạ, vỡ lọ, người ta gì ạ, tức là mới báo động thôi, đúng không ạ? Người ta mới báo động thôi mà chúng ta đang làm ở đó, chúng ta có gì ạ, liệu chúng ta có tồn tại được không? Mà khi đó người ta đã có cái thông báo đó rồi, mà khi mà một ngày ngắn nhất, một ngày đẹp trời là thực sự nó là bị vỡ thật, thì đương nhiên là gì ạ, những công nhân của chúng ta là gì, chúng ta đi làm thuê cho họ mà, thì chúng ta là người gì ạ, tự động là chúng ta là gì, mất việc rồi chứ không cần nói gì nữa rồi. Đến bản thân họ còn không cứu được doanh nghiệp của họ, làm sao là cứu được chúng ta nữa, đúng không? Bởi vậy cho nên là gì ạ, khi chúng ta sang nước ngoài mà một doanh nghiệp, đúng không ạ, ở cái đất nước, một đất ở đất nước người ta cũng đã báo như vậy, thì đương nhiên những cái doanh nghiệp ở trong nước người ta cũng không tồn tại được thì sao? Thì lúc đó là mình đi mắc núi trở lại mắc sông, thì lúc đó là người thiệt thòi là chúng ta, chứ cái người môi giới người ta đâu có thiệt thòi, đúng không ạ? Cái người môi giới người ta này, người ta rõ ràng người ta mang mình sang, đưa mình sang đúng cái giường dây chuẩn, đúng công ty chuẩn rồi, mình làm một vài ba tháng rồi, đúng không ạ? Đấy, dăm bữa lửa tháng rồi, đó là công ty chuẩn mà. Còn nó bị suy thoái đó là dân đất nước hoặc là công ty doanh nghiệp của họ chứ họ đâu có biết được. Lúc đó là người họ đâu có về phần trách nhiệm, đâu có phải về cái người môi giới nữa, mà tất cả đổ lên đầu chính bản thân mình. Cho nên chúng ta hãy cân nhắc, khi biết thông tin chúng ta hãy cân nhắc, đúng không ạ? Hãy cân nhắc để ra quyết định đi hay là không đi, đó là do chúng ta thôi, đúng không ạ? Và hẳn như chúng ta không biết tin, không biết một tí nào thì chúng ta không thể gì trách được. Nhưng khi chúng ta biết rồi mà chúng ta là gì ạ, chỉ nghĩ là gì ạ, đi là được đấy, thì lúc đó khi mà sang đấy lỡ rồi thì mới nghĩ lại, à hôm đấy mình nghe livestream của bà ý bà lọ, đúng không ạ? Đấy, bà đã
thông báo cho thông tin đấy rồi mà mình cố tình. Thế đương nhiên là do mình thôi, chứ không phải do cái người người ta thông báo hoặc do cái người người ta môi giới đi nữa, đúng không ạ? Môi giới người ta cũng rõ ràng rồi đó. Cho nên là ở đây các anh em hãy cân nhắc thật kỹ. Bây giờ đi nước ngoài là các anh chị em hãy cân nhắc thật kỹ. Người ta đang ở nước ngoài, người ta còn đang ít việc, thậm chí còn hết việc, người ta đang muốn về Việt Nam, người ta còn muốn về nước, mà mình lại gì, muốn chạy đi đó. Thế có đúng là gì ạ? Mình là đi dọn dẹp và ok, cháu chào cô. Em chào anh Dung Huynh. Em có công việc lên vào trễ, chắc mai nghe lại. Ok, ok Trương Khang. Bây giờ chị mới phát live stream được một tí thôi mà. Hôm nay em lại live stream sớm vậy. Không, hôm nay là vẫn giờ, vẫn 21 giờ 15 phút mà anh. Vẫn 21 giờ 15 phút hàng ngày là khung giờ của em Thu nhá, các quý cô chú anh chị em nhà mình nhá. Đó. Và anh chị em nhà mình nếu ai mà muốn kết nối với em Thu là kết bạn qua Zalo là theo số 0966091622 đấy ạ. Em ghi ở dưới bình luận ở bên dưới này rồi đấy ạ. Cháu cảm ơn cô Minh Thịnh nhá. Cô Minh Thịnh chào tất cả các quý cô chú anh chị em trong livestream đầm ấm hạnh phúc. Cảm ơn cô rất nhiều. Vậy anh chuẩn bị về, đúng rồi. Anh Kỳ là chuẩn bị về, anh Kỳ đang bên Mỹ đúng không? Chị Trịnh Trịnh Hoàng Anh đúng không? Chị Trịnh Hoàng Anh thì ở bên Anh, còn anh Dung Huynh thì ở bên Mỹ. Đó. Ok, chào bạn Thanh Bùi. Em sẽ lướt lên đây. Kể cả có việc lấy tiền cũng khó, đúng rồi. Anh đang anh cũng đang làm công nhân công ở công ty đúng không? Đấy, các anh chị thấy như nào? Những người đã biết thông tin thời gian qua của em Thu đưa lên là các anh chị đã hiểu hết rồi. Chúng ta nghe thông tin, nghe từ đầu đến cuối, chúng ta sẽ hiểu hơn. Và chúng ta từ cái thông tin này, nó lối tiếp, nó logic đến cái thông tin kia, thì chúng ta sẽ hiểu hiểu vấn đề hơn, đúng không ạ? Ok, chào bạn Nhàn Vũ nhé. Hello bạn. Em chào chị Tuyết Mai. Chào tất cả các anh chị em. Đó. Các anh chị em mới vào, các cô chú anh chị em mới vào là cùng em Thu là chia sẻ livestream là gì ạ? Giúp cộng đồng nhé, giúp cộng đồng lan tỏa cơ hội Ulisky bằng chia sẻ livestream giúp em Thu và tắt tên những người bạn thân yêu vào livestream giúp em Thu nha. Cảm ơn ạ, cháu cảm ơn cô Thịnh. Và các anh chị thấy không, khi sự thật mà xảy ra rồi thì chúng ta sẽ không lấy lại được đâu ạ, bởi vì chúng ta đã biết thông tin trước rồi chứ không phải là không. Đó là khi mà nó đã xảy ra rồi thì không thể lấy lại được, và lúc đó chúng ta cần phải chấp nhận, đúng không? Chúng ta cần phải chấp nhận. Đó là cái mà chúng ta, cái sự lựa chọn của chúng ta thôi, đâu có phải do ai, đúng không? Và khi chúng ta chấp nhận sự thật đó rồi thì chúng ta có chống lại cũng không được. Mà khi sự thật nó đã phơi bày ra rồi mà chúng ta có sự lựa chọn, là khi chúng ta lựa chọn cái mà nó không chưa được đúng thì đương nhiên là chúng ta phải chấp nhận, chứ chúng ta chống cũng không được nữa. Mà nhất là chúng ta ở bên nước ngoài, đúng không? Chúng ta ở bên quốc gia của họ là chúng ta sẽ không chống lại được. Thực sự chúng ta phải chấp nhận ở đó. Đấy, và khi nào cùng quá thì chúng ta phải gì ạ? Có cách để chúng ta giải quyết thôi, tìm cách để giải quyết, chứ chúng ta đừng có gì ạ? Nghĩ là bây giờ đã như thế rồi, chúng ta đừng nghĩ đến cái điều tiêu cực, mà chúng ta lúc đó càng cần cái điều tích cực để chúng ta nghĩ cách để chúng ta có cái giải pháp để chúng ta giải quyết, đúng không? Chào Nguyễn Thùy nhá. Ok em, cảm ơn em. Chào chị Thu xinh đẹp cùng các cổ đông VT nhé. Đó, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn cô Thịnh, cảm ơn chị Tuyết Mai đã chia sẻ livestream tắt tên những người bạn thân yêu và livestream giúp em Thu. Và các anh chị thấy không ạ? Khi những cái mà doanh nghiệp mà không còn tồn tại nữa thì những người công nhân rất lao đao, đúng không ạ? Rất lao đao và khó khăn trong cuộc sống. Họ đằng sau còn những gia đình, còn những đứa con, còn những cha mẹ già, đúng không ạ? Và khi họ mất việc thì thực sự rất là đau khổ, rất là buồn. Đó, nhưng mà ở đây là gì ạ? Số đông người ta chỉ biết là không có công ăn việc làm mà người ta buồn thôi. Nhưng trong đó có rất ít người dám đi tìm cơ hội khác. Chỉ có những số đông, những anh chị em chỉ nghĩ là đi tìm một công việc khác, chứ họ, tức là để tìm một cái công việc khác để giải quyết lúc đó, mà chứ họ cũng không nghĩ đến một cái giải pháp để đó, tức là tìm cơ hội mới đâu ạ. Đấy, số ít lắm, thực sự rất ít người để muốn tìm một cái gì ạ, cơ hội mới đâu ạ. Họ chỉ muốn là tìm một cái công việc khác, công ty này có thể là không còn việc nhưng họ tìm một công ty khác đó để họ làm,
chứ họ cũng không đi tìm cơ hội để thay đổi cái cũ đi. Đấy, họ không nghĩ, họ không đặt được câu hỏi là mình lại tiếp tục đi làm công ty, mình đi chọn một cái công ty khác, nếu như răm bữa nửa tháng cái công ty ý nó cũng lại như công ty mình vừa rồi thì sao. Họ không nghĩ thế đâu ạ. Thực sự đấy, em rất là, em thấy là em có những cái thông tin chuẩn từ tháng giữa tháng 9 năm ngoái mà đến bây giờ, em thấy xung quanh quê hương em, những anh chị em đang làm nghề truyền thống mà ít việc là họ đi thi nhau, thậm chí có người hàng hơn chục cái bộ hồ sơ để đi xin công ty nhưng chưa được công ty nào duyệt, bởi vì công ty người ta cũng đang cầm cự mà, cho các công nhân cũ còn thay phiên nhau để đổi ca để duy trì cuộc sống đấy, để lấy những cái đồng lương nhỏ lẻ để duy trì cuộc sống, thì mình làm sao mới vào mà người ta nhận được, đúng không ạ? Mà kể cả có được nhận chăng nữa thì cũng gì ạ, chỉ là tạm thời thôi. Nhưng họ cũng không, đâu có nghĩ rằng là mình đang rất là gì ạ, bị động ở cái thị trường này. Và họ đâu có nghĩ rằng mình phải đi tìm, người ta có đặt câu hỏi, họ đâu có nghĩ rằng ở cái thị trường này vẫn còn nhiều cơ hội mà gì ạ, mình lại không tự đi tìm. Mà ở đây các anh chị có thấy không ạ, khi đã mất công ăn việc làm, chia sẻ cho cái free thôi mà còn không dám nhận, thì hỏi đời mình bao giờ mà thay đổi được, đời mình bao giờ có hai sự giàu có được, đúng không ạ? Free thôi mà còn không dám nhận. Đó, đấy là đáng buồn nhất, là những cái tư duy cũ đấy ạ. Đó, cho nên ở đây các anh chị có thấy không ạ, nhiều các anh chị em muốn chạy đi Đài Loan, Đài Loan, Trung Quốc ạ. Trung Quốc là một đất nước hàng tỷ tư dân ấy, rộng lớn như thế mà nó có 13 cái chợ để chuyên giao hàng cho thậm chí là gần như cả hết toàn cầu. 13 cái chợ của Trung Quốc đủ các loại mặt hàng rẻ đẹp đó. Mà còn bây giờ còn thì công nhân chính bên Trung Quốc họ còn thất nghiệp, họ còn ra những cái cống để ở thay vì nhà, bởi vì ở nhà là phải trả tiền thuê trọ, trả tiền điện, trả tiền rất nhiều thứ tiền, và họ đang cái suy thoái mạnh, lớn mạnh như vậy, và họ đã diễn ra những cái cống, kể cả phụ nữ đến thanh niên đó. Và em đã biết, đã xem được một cái phóng viên của em, một em phóng viên đã quay trực tiếp bên Trung Quốc là như vậy. Tại sao những có những người này phải ra như thế, đúng không ạ? Việt Nam mình đâu có nhìn thấy, đúng không? Nếu như không có những phóng viên đó họ quay lên thì làm sao mình biết được. Và cảm ơn những em, những anh em phóng viên đó đã quay để cho những anh em chị em ở Việt Nam mình nhìn được là bên các nước họ cũng thế. Đó, chúng ta xem lên trên mạng không phải đi tìm cái gì để cười, mà để tìm những cái bổ ích cho cuộc đời của mình nữa. Dùng điện thoại, dùng trang mạng xã hội là phải thông thái các anh chị ạ. Nếu mình không thông thái sẽ bị những cái trang mạng nó dắt mũi mình ngay. Đó, cho nên ở đây là gì ạ, em Thu là cũng như các anh chị thôi, cũng đang làm nghề truyền thống, mà em chỉ mỗi cái tư duy của em là gì, nó muốn thay đổi, không làm cái cách cũ nữa. Bởi vì mình làm cách cũ lâu rồi, lâu lắm rồi, nhưng có thay đổi được gì đâu. Bây giờ mình phải tìm một cách mới để thay đổi, và khi mình tìm được, mình phải có cái thời gian thì mới bền vững được. Chứ nhiều người thì bảo thay đổi, ok thay đổi, nhưng gần 3 năm nay đã thay đổi được gì đâu. À, họ lại nghĩ là mình thay đổi đã được gì, họ phải nhìn thấy mình có cái gì mỡ lổi lên thì lúc đó họ mới công nhận, đúng không ạ? Mà ở đây những anh chị cổ đông đã nắm giữ cổ phần của tập đoàn Unisky, các anh chị biết rồi, nắm giữ cổ phần đâu có ai nhìn thấy, đúng không ạ? Trừ khi người ta mình show cái tài khoản của mình ra cho họ biết thì họ mới nhìn thấy, đúng không ạ? Còn kể cả thành công, đúng không ạ, giỏi lắm thì nhận cổ tức thì mua cái xe, nhà thì có rồi, đúng không ạ, mua cái xe, thế là xong rồi, hoặc quần áo thì có thể là mua những đồ sang xịn hơn một chút, thế thôi, nó chỉ khác mỗi cái thế thôi. Còn tất cả gì, tài sản nó ở trong tài khoản của chúng ta rồi, chứ đâu phải như là một miếng đất, đúng không ạ, 2 miếng đất, 10 miếng đất để hàng xóm láng giềng, để gì ạ, làng xã biết đó. Cho nên là họ đâu có biết là nắm giữ cổ phần nó là một cái gì ạ, một cái kênh gọi là kinh doanh thông minh nhất đó, họ đâu có biết, họ không biết được, cho nên họ mới chấp nhận lao hồ sơ hết chục công ty này đến chục công ty khác để tìm việc trong cái lúc suy thoái này đó. Nên là chúc mừng tất cả các cô, các chú, các anh chị em đã nắm giữ cái tài sản gọi là tuyệt vời trong tay của tập đoàn Unisky nhé. Đó, vâng, em chào chị Hương, chị Trần Hương, chị chào Quế Vũ. Các anh chị em mới vào là Thu không biết là bây giờ Thu chào này. Đây rồi. Ok, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em nhà mình nhé. Đó, thì các anh chị có thấy không ạ?
mà khi các anh chị là cứ, các em là cứ gì ạ, làm một chuyến đi nước ngoài đó, tới đây rồi mới biết đúng không ạ. Chúng ta thay vì thế, chúng ta hãy tìm hiểu trước khi, thật kỹ trước khi chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì, cần tìm hiểu thật kỹ. Kể cả Ulisky, với em Thu và các anh chị em hiểu giá trị của tập đoàn Ulisky vô cùng là tuyệt vời rồi, nhưng những anh chị em đi sau mới bây giờ bắt đầu mới tìm hiểu thì hãy lên tìm hiểu thật kỹ. Tìm hiểu kỹ rồi thì chúng ta mới gì, nắm giữ cái tài sản này. Thì khi chúng ta có đủ niềm tin, chúng ta xác định được đây là cơ hội tuyệt vời, đây là cơ hội kim cương, cơ hội vàng của mình rồi, thì lúc đó chúng ta mới đủ niềm tin, chúng ta nắm giữ hoặc thật chặt, hoặc là gì, chúng ta nắm giữ mới nhiều được. Đó. Cho nên nếu như chúng ta mà chưa có đủ niềm tin thì chúng ta có thể là tin Thu hoặc tin những anh chị em cổ đông đi trước, à thôi, lắm lên một gói, để đó, được thì được, mất thì thôi. Khi chưa đủ niềm tin, mọi người đều nghĩ như thế hết. Tất cả các anh chị em cô chú đều nghĩ như thế hết. Đó. Đó, thì khi chúng ta chỉ cần gì ạ? Có đủ thông tin. Có đủ thông tin thì chúng ta mới gì? Lắm thật chặt, giữ thật lâu. Và chúng ta sở hữu thật nhiều tài sản, đúng không ạ? Sao con lại vào live stream con lại trợn mắt lên vậy? Đó. Sống mưa. Mẹ cũng nghe tiếng chứ đâu, không nghe tiếng, con lên đi. Và bố đóng hết cửa vào. Đấy, ở nhà em Thu bắt đầu lại chuẩn bị mưa đêm mà. Thì bắt đầu có sấm sét rồi đã, có sấm à. Buổi tối con không ăn kẹo cho mẹ nhá. Không, ăn bánh xong đánh răng. Ôi trời ơi, thế đi lên đi. Hôm nay thôi nhá. Hôm nay thôi nhá. À hôm nay có thêm người chị ạ. À. Ok, chị cảm ơn Quốc Tịch. À chị giỏi quá cơ, chị cảm ơn Quế Vũ rất là nhiều nhá. Cảm ơn các em. À, em Quế Vũ cũng rất là giỏi nhá các anh chị em ạ. Quế Vũ là biết trước công nghệ Ulisky trước Thu, và em cũng giúp được rất nhiều người. Ở trong đây có rất nhiều quý cô chú anh chị tâm huyết đã yêu công nghệ Ulisky và giúp được rất nhiều người trong cộng đồng. Và đâu đó em Quế đã giúp đến tận là 400-500 nhà đầu tư rồi, đúng không ạ? Các cổ đông đi sau em rồi. Đấy, rất là tuyệt vời. Chúc mừng em Quế Vũ nhá. Đấy, chúng ta cùng chung tay để nắm giữ cái cơ hội tuyệt vời này, và cùng chung tay là giúp cộng đồng. Đấy, cùng chung tay lan tỏa cơ hội để giúp cộng đồng nắm giữ cái cơ hội gọi là cơ hội kim cương này. Và các anh chị ở trong nhóm đã biết rồi đúng không ạ? Là em Thu đã đưa lên những thông tin đều liên quan tới đây, là mọi thứ đều phải dùng đến, tất cả là dùng đến cái sự gọi là năng lượng sạch, đúng không ạ? Đấy, kể cả sau này chúng ta bất cứ dùng cái gì, đấy, ăn cái gì, dùng cái gì, đấy, mua sắm cái gì đều đồ sạch hết. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Lúc đó chúng ta mới đúng thực sự là tiền nào của đấy, mà thực sự chúng ta là giàu có, hạnh phúc thực sự. Và Ulisky của chúng ta là ra đời đúng thời điểm nha các quý cô chú anh chị nha. Đã được chọn rồi đấy ạ, đã được chọn rồi. Chúng ta chỉ chờ ngày thôi. Chờ ngày thôi, chúng ta đâu có phải làm gì đúng không ạ? Chỉ chờ ngày thôi. Chờ đợi trong hạnh phúc, chờ đợi có cơ sở, chứ không phải chờ đợi trong vô vọng. Để lên chứ cho trong hy vọng đúng không ạ? Chờ đợi trong hy vọng nó khác, mà chờ đợi trong hạnh phúc, chờ đợi trong gì ạ? Có cơ sở nó lại khác hoàn toàn. Đó. Và nếu không chờ đợi trong hạnh phúc, mà nếu không chờ đợi trong cái sự gọi là gì ạ? Có cơ sở, thì làm sao cô Linh, cô Linh dám nắm giữ hàng hơn 20 triệu cổ phần. Đấy. Làm sao cô Thịnh dám nắm giữ hàng 5-7 triệu cổ phần làm gì? Hoặc là em Thu cũng thế, đúng không ạ? Làm sao dám giữ như vậy? Chúng ta phải có cơ sở, chúng ta phải có gì ạ? Niềm tin có cơ sở chính đáng hẳn hoi thì chúng ta mới dồn cái tài sản của chúng ta vào gửi ngài chủ tịch để phát triển cái giải pháp tuyệt vời này, để tương lai này chúng ta sẽ có những lợi nhuận, chúng ta sẽ có những đồng cổ tức từ cái công nghệ tuyệt vời này. Đó, chúc mừng tất cả chúng ta bằng con số 68 đi nha. Chúc mừng chúng ta bằng con số 68 nhé. Hàng vạn người Trung Quốc, đúng không ạ? Hàng vạn người Trung Quốc, các anh chị thấy không ạ? Người ta mất việc, người ta thất nghiệp vì sao đâu ạ? Vì thứ nhất này, công ty Samsung này, công ty gọi là Panasonic này, công ty Sony này, công ty Nokia này, công ty Canon này. Đấy, em thấy những cái công ty đó, những công ty, những tập đoàn đó mà họ thì giảm nhân công, thì hàng vạn công nhân của Trung Quốc
đã gì thất nghiệp vì như thế. Thì theo quý cô chú anh chị em, những công ty, những tập đoàn lớn mạnh như vậy, đúng không ạ? Panasonic là có tiếng từ trước đến nay, đúng không ạ? Và gì ạ? Sony và Samsung và gì ạ? Canon, Nokia, những cái công ty, những cái tập đoàn đó có danh tiếng rất là lâu đời rồi, mà tại sao bây giờ phải thải những công nhân nhiều như vậy? Đó. Cho nên các anh chị em là trước khi đi nước ngoài các anh chị em phải cân nhắc nhá. Không lúc đó là đi mắc núi trở lại thì mắc sông là như vậy. Đã sang rồi phải chấp nhận. Mà đường cùng quá chúng ta cần phải gì ạ? Bình tĩnh để giải quyết. À, chúng ta phải bình tĩnh để giải quyết khi chúng ta đã gì ạ? Đã chót đi rồi. Khi chúng ta đã nghe được thông tin trước khi chúng ta đi mà chúng ta không thèm tin thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái sự lựa chọn của chúng ta mà thôi. Đó. Bởi vì Thu đã biết thông tin, đã đưa lên những live stream rồi. Kể cả những anh chị em đang có những lô đất, anh chị em đang có những đồng crypto, có những cái gì ạ? Đồng coin, các anh chị cũng phải cẩn thận nhá. Các anh chị cũng phải là gì ạ? Lo sớm đi. Đấy, sớm được thì tốt, mà nếu không sớm được thì đó là các anh chị mà nghe tin được từ Thu live stream mà các anh chị mà vẫn cứ muốn gì ạ? Kiếm gọi là đầu tư chụp giật ngay thì các anh chị là chịu trách nhiệm với cái sự lựa chọn của anh chị mà thôi, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã dành cho mình một cái con số 68 lộc phát để làm gì ạ? Để chúng ta sẽ lắm thêm được nhiều cổ phần hơn, sở hữu được nhiều cổ phần hơn và giúp được nhiều người hơn, đúng không ạ? Tuyệt vời quá ấy, còn rất nhiều con số 68. Ok Hà, ok chị Trần Hương, ok Hương Lê, ok bạn Titi, cô Phan Nịnh, cô Minh Thịnh, em Văn Cương, Hoa Cường nữa, chị Uyên Tô và anh Kiên Nê. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em nhà mình nhé. Nào chúng ta hãy chia sẻ live stream này đi ạ. Live stream này là em muốn là giúp cộng đồng để hãy lựa chọn lại. Đừng có nghĩ là nước ngoài bây giờ nhiều việc, đúng không ạ? Đừng có nghĩ nước ngoài bây giờ nhiều việc. Nước ngoài á, bây giờ người ta cũng đang cầm cự, thậm chí còn hơn cả Việt Nam mình ạ. Cho nên các anh chị hãy gì ạ? Hãy là gì ạ? Lan tỏa cơ hội này, hãy chia sẻ live stream này đi ạ. Chia sẻ thật nhiều lên để gì ạ? Để giúp cộng đồng, đúng không ạ? Để họ có sự lựa chọn sáng suốt hơn, sự lựa chọn thông minh hơn. Không cần phải đi đâu cả, chỉ ở Việt Nam chúng ta thôi. Chỉ ở Việt Nam thôi, đúng không ạ? Cũng đã là tuyệt vời rồi. Vài tháng nữa, chúng ta khi sang đấy mà cũng lại không có việc, có phải là khổ không? Rất khổ, đúng không ạ? Mà đi phải chạy tiền rồi. Mà đã chạy tiền mà sang đấy bây giờ công việc, đến cái chủ doanh nghiệp người ta còn no hơn cả mình, đúng không ạ? Nhưng không may vào cái gì ạ? Thời cái chuyển đổi kỷ nguyên cũ sang quỷ nguyên mới, chuyển đổi từ web 2 sang web 3, nó là như vậy. Chuyển đổi này để tốt hơn đấy ạ. Chuyển đổi này để tốt hơn. Nhưng hiện tại tạm thời là gì? Nó sẽ không tốt với những anh chị em có những cái mà Thu đã nêu trên, đúng không ạ? Cái nào đủ tiêu chuẩn thì sẽ gì ạ? Phát triển rất là mạnh. Nhưng cái nào mà không đủ tiêu chuẩn là tự đi vào lòng đất, tự rời cái thị trường này là như vậy. Cả toàn cầu chứ không phải Việt Nam chúng ta đâu nhá các anh chị nhá. Bởi vậy cho nên các anh chị hãy, cái live stream này thực sự em muốn các anh chị, các cô chú hãy chia sẻ thật mạnh tay, hãy chia sẻ thật nhiều để giúp cộng đồng Việt Nam chúng ta biết những cái thông tin tuyệt vời này, thông tin giá trị này, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các anh chị em. Chỉ cần chúng ta lan tỏa bằng cái gì ạ? Một nhấn nút tay thôi mà giúp được rất nhiều người ở ngoài kia đấy ạ. Bạn gái của tôi đây rồi. Chúc mừng gia đình Út Tê yêu thương. Đó. Cảm ơn bạn Trung Nai. Đấy, Trung Nai lấy lại được Facebook cũ chưa? Hay là vẫn Facebook mới đấy? Mà livestream lên Facebook mới đi. Trung Nai, bạn livestream lên Facebook mới đi. Facebook cũ mà nó chưa cho mình hoạt động thì mình hãy gì ạ? Mình hãy livestream trên cái Facebook mới đi. Đó. Cái loa phường của Kiên Giang mấy ngày không phát cho nên là nhiều anh em nhớ lắm đấy. Hello anh Trung Nai, ok Cương chào em, Cương chào Trung Nai. Chưa đi xuất khẩu nước ngoài thì háo hức, đi rồi thì méo mặt chị ạ, chuẩn luôn. Với trước đây nhá, nói thật với các anh chị này,
trước đây chưa có cái gì ạ, web 2 nó web 3 nó chuẩn bị, web 3 nó ra đời đúng không ạ, nó thay đổi. Nhưng trước đây ở cái web 2 ấy, khi tất cả các anh chị em đi nước ngoài đúng không ạ, thì cũng rất là đã là vất vả rồi đúng không, bởi vì sang nước người là ngôn ngữ bất đồng, lúc đó chúng ta chỉ thuộc một tí thôi. Những anh chị em Thu đang nói về những anh chị em là đi xuất khẩu lao động ấy, mà gì ạ, mà chúng ta học tiếng chỉ một thời gian, chúng ta sang bên nước bạn chúng ta làm việc đấy ạ, lúc đó ngôn ngữ bất đồng này đấy, chỉ biết mấy cái cơ bản chào hỏi thôi đúng không ạ, và sau đó là chúng ta phải làm rất nhiều tiếng nhiều giờ mới gì ạ, mới có những cái số lương mà chúng ta nhận lại về đó, tức là chúng ta đánh đổi đấy, đánh đổi rất nhiều thứ nhá. Ở Việt Nam chúng ta chỉ đánh đổi là gì ạ, sức khỏe, thời gian và những cái áp lực có, nhưng gì ạ, chúng ta không phải đánh đổi này, ngôn ngữ bất đồng, đi nước ngoài ngôn ngữ bất đồng này, ngoài những cái gì ạ đánh đổi đó ra còn có cái ngôn ngữ bất đồng này, xa gia đình này đúng không ạ, xa vợ, xa con, xa chồng, xa bố mẹ, xa quê hương đúng không ạ. Có thể những anh chị em là gì ạ, ở nước ngoài này phải chấp nhận mọi thứ, đánh đổi mọi thứ để lấy gì ạ, những cái đồng lương đó, và chạy đi từ 10 tháng đến 1 năm mới đủ gốc đúng không ạ. Chạy đi, chúng ta có làm việc vất vả xong là làm được 10 tháng hoặc 1 năm mới đủ gốc, chúng ta chạy đi đó, đó là gì ạ, xuôi nhá, không có chuyện gì xảy ra, đó là gì ạ? Có công ăn việc làm đầy đủ là chúng ta sẽ tầm 10 tháng đến 1 năm chúng ta mới đủ gốc đó. Tùy theo cái mức chúng ta chạy bao nhiêu thì cũng tương đương với cái số tháng và số năm, như thế thì chúng ta mới gì ạ, mới trả lại được cái gốc khi chúng ta chạy đi. Và cái gốc đó là gì ạ, hầu hết là phải bán hết những cái tài sản hoặc gì ạ, vay mượn thêm để đi đó. Như ở quê Thu là Thu thấy thế, vay mượn ngân hàng hoặc là ở ngoài, lãi cao ở ngoài để đi sang nước ngoài để làm việc, mà làm ít nhất là 10 tháng đến gì ạ, 1 năm mới đủ vốn đó, sau đó đến gì ạ, năm thứ hai bắt đầu chúng ta mới được gì ạ, những cái số gọi là ăn ra so với cái gốc đấy ạ. Mà chúng ta sang đấy, chạy như thế, chúng ta sang đấy, chúng ta đánh đổi nhiều thứ thế, mà trong khi đó chúng ta làm vất vả như thế, mới gì ạ, 10 đến 1 năm mới được là 10 tháng đến 1 năm chúng ta mới chạy lại được gốc, đúng không? Đấy, các anh chị Thu chưa đi nước ngoài nhưng Thu sẽ tính được. Bởi vì sao? Thu dựa những cái chia sẻ của những anh chị em đã từng đi, đúng không ạ? Và họ đã gì ạ, có người hàng 9 năm, có người hàng 6 năm, có người 3 năm đã về. Và bây giờ có người chưa về, nhưng có người đã đang đồng hành với Thu. Đấy, họ biết là cái cơ hội tuyệt vời rồi, họ thay đổi. Và khi họ về là họ có một cái tài sản lớn trong tay rồi. Mà họ đánh đổi nhiều như thế, họ muốn từ cái việc đánh đổi đó, họ nắm giữ một cái tài sản giá trị này, đúng không ạ? Bởi vì sao? Nếu như mà không tìm được cơ hội của Disky, là những cái số vốn đó về họ chỉ xây một cái nhà, hoặc là gì ạ, mở một cái tiệm gì đó, quán hoặc cái gì đó để sinh sống, bắt đầu tiếp tục lại, về nhà, về quê lại, bắt đầu tìm công việc mới, chứ không phải là không đâu ạ. Đó. Và khi họ biết đến cơ hội này, họ từ từ những cái việc đó và họ nắm giữ cái tài sản đó, sau một vài năm nữa Ulisky là bắt đầu là có cổ tức IPO, thì lúc đó họ có một cái tài sản khổng lồ, ngày hôm nay họ tận dụng, và họ tận dụng những cái sức lao động của họ đã bỏ ra đó, chứ không phải là không làm mà có ăn đâu ạ, mà họ đều lấy những cái gì ạ, sự vất vả của họ để đánh đổi của họ, họ có những cái đồng vốn đó và họ tài trợ vào Ulisky. Mà tới là gì ạ, Ulisky sẽ trả lại những cái sự xứng đáng đó của họ đó, trong đó có Thu và các anh chị em cổ đông đó. Cho nên là gì ạ, người ta phải tư duy một chút, tò mò một chút, mình sẽ có những cái cơ hội tốt đến với mình. Em Thu sẽ lướt lên một chút nhá. Cảm ơn em Hà. Facebook mới nè. Đấy, Trung Nai đây là dùng Facebook mới, còn Facebook cũ đã được đâu đúng không? Hôm đó là bảo 4 ngày nhưng mà không có chuyện 4 ngày nó cho mình mở ngay đâu. Giờ lại Việt Nam mà theo UST là gì? Là VIP, là siêu VIP. Muốn giàu thì chịu khó tìm hiểu UST mà làm bà con ạ, chuẩn luôn. Đấy, chúng ta làm gì cũng là một công việc, chúng ta gì đầu tư, chúng ta là đi kinh doanh mà. Đó, chúng ta đầu tư là chúng ta kinh doanh mà. Nhưng nó khác, nó thông minh hơn, nó đỉnh cao hơn, nó đỉnh cao nhất của cái các thể loại kinh doanh hiện tại, đó chính là gì? Nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp hoặc là gì ạ? Của một tập đoàn nào đó hoặc một công ty nào đó, tức là khi người ta phát hành cổ phần gốc là mình nắm giữ cái cổ phần đó.
đó mới là gì ạ? Thông minh nhất. Mà chúng ta đang đi kinh doanh đúng không? Thì nó khác với truyền thống là chúng ta không phải vận hành thôi, đúng không ạ? Thu muốn nhắc đi nhắc lại với các anh chị là chúng ta đang đi kinh đầu tư góp vốn tài trợ vào Ulisca thì chúng ta đang đi kinh doanh, mà kinh doanh một cách thông minh nhất, đúng không ạ? Đấy, một cách gọi là mới và kinh doanh nhất. Còn nếu như các anh chị cứ nghĩ là gì ạ? Phải làm bục mặt ra thì mới gọi là tiền sạch thì các anh chị sai lầm. Thực sự anh chị sai, quá sai. Bởi vì chúng ta bây giờ là thời buổi nào rồi? Chuẩn bị web 3 rồi đấy ạ. Đấy, chuẩn bị sang gì ạ? 5D, 8D rồi đấy ạ, chứ không phải 3D nữa đâu. Cho nên chúng ta hãy gì ạ? Hãy nghĩ thoáng lên một chút, hãy thì tư duy lên một chút là chúng ta sẽ không mất cơ hội của Ulisky đâu ạ. Cảm ơn bạn Trung Lai. Chào bạn buổi tối vui vẻ nhé. Chào bạn Soan. Thời đại 4.0 không cần thiết phải đi đâu làm đi đâu làm đúng không ạ? Đi đâu làm ở nhà cũng gì ạ? Làm ra thu nhập cho mình. Chuẩn luôn, cảm ơn Hà. Chuẩn lắm bạn ơi. Ok, cảm ơn bạn Soan. Giờ đây anh Kiên Lê mà nói quay lại nghề truyền thống thì em xin. Anh Kiên Lê không phải là quay lại mà anh Kiên Lê đang gì ạ? Đang vẫn gì ạ? Vẫn còn một chút hàng nữa là anh Kiên Lê cũng gì cũng muốn là vừa một mặt là anh Kiên Lê học kiến thức để giúp cộng đồng, một mặt là anh cũng gì ạ? Cũng đang bán lốt cái hàng dở thôi. Đấy, từ Tết đến giờ anh không nhập hàng mới, không thuê đục hàng mới, chỉ có những ai đặt thì anh mới làm, còn ai không ai đặt là chỉ có bán hàng gọi là gì ạ? Cũ thôi. Đấy, anh chị em nào mà muốn chơi đồ gỗ, những hàng mặt hàng nào thì cứ liên hệ với anh Kiên Lê nhé. Cảm ơn bạn Trung Lai. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị. Đó. Đấy, nguyên Trung Quốc đã những cái công ty đó đã gì đã sa thải hàng vạn. Đấy, hàng vạn công nhân rồi. Việt Nam của chúng ta là gì ạ? 77 từ 2 tuần trước đã 77.000 doanh nghiệp không tồn tại ở cái diện thị trường. Và đến cách đây 2 hôm là đã có 80.000 rồi. Thì em Thu xin hỏi 80.000 đó đã không còn tồn tại ở trên thị trường của chúng ta, Việt Nam chúng ta rồi. Nhưng các anh chị thấy không ạ? Còn những cái doanh nghiệp lớn, đúng không ạ? Mà trên TikTok anh chị cũng nghe có cái video rồi ạ. Những cái doanh nghiệp lớn mà họ bây giờ họ đang bán những cái tài sản giá trị của chính doanh nghiệp của họ, của công ty của họ, để làm gì ạ? Để hy vọng chống chọi được cái giai đoạn này. Bởi vì họ đâu có biết thông tin đâu. Họ có biết từ web 2 chuyển sang web 3 đâu. Web 3 ra đời là web 2 và lòng đất. Họ đâu có biết, đúng không ạ? Họ muốn hy vọng là gì ạ? Chống cự lại cái giai đoạn này để làm gì ạ? Cuối năm nay hoặc sang năm 2024 là sẽ tốt hơn. Đó, họ cứ nghĩ là như cái cũ. Họ cứ nghĩ là gì? Những cái năm cũ nếu mà đã gì ạ? Suy thoái một thời gian thôi xong rồi lại lên. Nhưng họ đâu có biết là, họ phải biết là họ cũng đã những doanh nghiệp, đã công ty, họ cũng phải vay ngân hàng, họ phải biết là tại sao ngân hàng cứ lên xong lại xuống, hạ xong lại lên, đúng không ạ? Đấy, hạ xuống xong lại lưng lên, hạ xuống lại lưng lên. Từ cuối năm ngoái đến giờ đến bao nhiêu lần rồi? Họ đâu có nghĩ ra, bởi vì họ không có thông tin, đúng không ạ? Cho nên Thu mới nói là Thu biết thông tin và những anh chị em may mắn cùng Thu là vào trong cái nhóm đó là chúng ta biết được những thông tin. Tới đây chúng ta sẽ không bất ngờ bật ngửa với những thông tin mới đó, đúng không ạ? Không bị sốc đó. Và bây giờ các anh chị thấy không ạ? Những doanh nghiệp, những công ty lớn, đúng không ạ? Đang gì ạ? Loay hoay, đang bán những cái tài sản giá trị đó đi để làm gì? Để chống cự mà, hy vọng cuối năm hoặc sang năm nó sẽ tốt hơn đó. Nhưng mà họ đâu có biết rằng càng hy vọng bao nhiêu thì tới đây họ gì ạ? Càng thất vọng bấy nhiêu. Đó, vì họ đâu có biết thông tin, đúng không? Họ không biết thông tin họ mới làm như vậy. Còn họ đã biết thông tin rồi, đúng không ạ? Thì họ lại nghĩ khác. Và Thu muốn lên livestream thế này. Thu không biết ai làm doanh nghiệp đâu, ngoài mấy những người bạn của Thu đâu. Thì Thu muốn là nhờ quý cô chú anh chị hãy lan tỏa, không phải là cổ phần Ulisky không ạ, mà những cái thông tin để giúp họ, họ nghe được, họ biết được, họ sẽ liên hệ với chúng ta là gì ạ? Là cho họ cái thông tin chuẩn. Biết đâu đó họ còn một ít để họ nắm giữ những cái tài sản khác, đúng không ạ? Họ rút chân sớm thì vẫn còn cơ hội. Họ rút chân muộn thì lúc đó này có thể là trắng tay. Đó là chúng ta đấy gọi là một cách gọi là làm phúc giúp, đúng không ạ? Làm phúc giúp cộng đồng là như vậy. Giờ này anh... Ok bạn là La Tô nhé. Đây là lúc ai nhanh là thắng.
Chuẩn luôn. Bởi vì thời buổi bây giờ là gì ạ? Không còn cá lớn lút cá bé nữa, mà gì ạ? Cá nhanh sẽ thắng cá chậm, đúng không ạ? Đấy, cảm ơn bạn Trung Lai. Cơ hội là công bằng, không có chuyện con ông cháu cha hết thời con sãi lại ra quét chùa rồi nhà mình ạ. Chuẩn luôn, câu này hay này. Câu này chuẩn luôn này. Các anh chị thấy không ạ? Ở trên kênh, ở trên báo, bây giờ các anh chị để ý xem, vài tháng vừa rồi các anh chị thấy có những cái báo rác mấy không ạ? Không có đúng không ạ? Không có đâu. Bởi vì bây giờ người ta đang quét sạch những cái xấu, những cái rác rưởi, người ta quét sạch, đúng không ạ? Người ta đón chào một cái mới, phải dọn dẹp sạch sẽ, đúng không ạ? Bình thường chúng ta nhé, cái nhà đang có rác như này chúng ta quét sạch sẽ đi, đúng không? Chúng ta liên tục quét sạch sẽ, chúng ta liên tục quét sạch sẽ thì đương nhiên là nhà của chúng ta lúc nào cũng mới, lúc nào cũng đẹp. Đấy, người ta gọi là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Và đất nước và thế giới chúng ta cũng thế, người ta dọn dẹp sạch hết, đúng không ạ? Dọn dẹp sạch sẽ đó, để đón một cái mới. Và khi cái cũ đi rồi, cái mới nó mới có chỗ gì? Chân để về đó. Còn cái cũ mà chưa đi thì cái mới nó có muốn vào cũng không có chỗ chân để mà vào. Bởi vậy cần phải dọn dẹp sạch sẽ. Anh chị thấy từ cuối năm ngoái đến giờ đúng không ạ? Đấy, những cái xấu xa là quét dọn. Và chưa hết đâu ạ, còn rất nhiều, còn rất nhiều. Thì chúng ta chỉ cần chờ thế giới và đất nước chúng ta dọn dẹp sạch là chúng ta sẽ đón một cái vô cùng tuyệt vời, một cái vô cùng hạnh phúc đến với người dân chúng ta. Đó, không còn cái đoạn mà như bạn Trung Lai comment đâu ạ. Đó, không còn nữa đâu. Đấy, không còn để cái chuyện là gì con sãi nhà chùa lại quét đất đa đâu. Không phải câu cái câu đó đâu, câu đó hồi xưa rồi, đúng không? Đấy, chúng ta là gì ạ? Không căn cứ chúng ta là ai, quan trọng chúng ta có cái tư duy mới, chúng ta làm việc đàng hoàng tử tế, chúng ta làm những cái gì có ích cho xã hội, cho có ích cho bản thân, có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng, có ích cho gia đình. Đấy, tức là mọi thứ đều tốt đẹp. Tiền là phải sạch sẽ, tiền mà không sạch sẽ nó có dây bẩn thì chúng ta cũng không thể yên được đâu ạ. Là cũng gì ạ? Cũng bị quét dọn hết, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ là gì tốt đẹp, là tức là phải thay các cái cũ đi để có cái mới tốt đẹp về, là như thế. Đấy, chứ không có cái đoạn như trước đâu ạ. Đó mới là điều tuyệt vời, đúng không ạ? Đó mới là điều hạnh phúc đến với chúng ta. Và ở đây là gì? Ở đây là khi em lan tỏa cơ hội của UST, nhiều các anh chị em cứ nghĩ rằng là gì ạ? Mình chưa có cái gì để họ nhìn. Nói thật đấy, các anh chị em ạ, những người mà xung quanh, người thậm chí có thể ruột thịt của em Thu, có thể là những người họ hàng của em Thu, những người bạn thân của em Thu, là gì ạ? Họ nhìn em chưa có cái gì để họ nhìn vào. Họ chưa dám tin đâu ạ. Họ chưa dám tin. Cho nên là gì ạ? Em lên livestream thế này, những anh chị mà chưa bao giờ biết em Thu mà theo dõi livestream của em Thu lại tìm kết bạn Zalo với em Thu, đúng không ạ? Kể cả những anh chị em đã góp vốn tài trợ với tập đoàn rồi, kể cả những anh chị em chưa, đúng không ạ? Họ đều kết nối để họ hỏi thông tin này, họ hỏi về tập đoàn này, họ hỏi về những cái thông tin mới mà Thu đưa livestream Thu, ví dụ như là crypto đấy ạ, và bất động sản đấy ạ. Đấy, Thu rất là vui khi giúp các anh chị em đó. Và họ cũng có những cái lời cảm ơn, là họ bảo là họ theo dõi livestream của Thu mà họ biết được những thông tin đó, họ ra được có 3 lô đất, họ ra được 1 rồi, họ đã rất là vui rồi. Bây giờ còn 2 lô đất nữa, đúng không ạ? Hôm qua đấy ạ, còn 2 lô đất nữa họ đang chờ, có thể giá nó có thể là gì ạ, chịu bù lỗ một chút nhưng họ vẫn ra ngay. Đó mới đều tuyệt vời. Còn những em mà còn nói là có cái em mấy hôm vừa rồi em tên là gì nhỉ? Em nhắn tin cho chị là gì ạ? Em còn khoảng hàng chục lô. Đó. Em đang nghiên cứu, bảo là em biết thông tin mà em xác định đây thông tin mà đủ em tin tưởng thì em ra nhanh càng sớm càng tốt, chứ không phải là gì ạ? Không phải là có 10 lô mà có thể bán hay là ra được một lô là còn 9 lô mình yên tâm đâu ạ. Đó mới là vẫn là no lắm đấy ạ. Bởi vì sao ạ? Mình biết thông tin mà. Mình là người biết thông tin trước mà. Còn ở ngoài kia rất nhiều người không biết thông tin, đúng không ạ? Bạn Trung Nai Nai tắt tên với thông tin à, không tìm thấy. Bạn Trung Nai Nai tắt tên với không tìm thấy sao anh? Em không hiểu ý anh. Cảm ơn Trung Lai nhé.
Đúng rồi, mình làm việc có giá trị cho mình và cho xã hội, chuẩn luôn. Đó, cái gì mang lại giá trị cho mình, cho cộng đồng, cho gia đình là mình cứ làm thôi, đúng không? Mình phải mang lại giá trị thì tương lai mình mới có trị giá được. Web 3 là thông tin toàn cầu thế giới phẳng, không kiểm duyệt thông tin như Web 2 chúng ta đang sử dụng, nên chúng ta tha hồ mà làm việc xuyên biên giới toàn cầu. Tới đây Web 3 chúng ta được mua bán toàn cầu mà. Đấy, tiêu tiền thì cái hệ blockchain chúng ta là gì ạ? Cái blockchain đó ấy, nó không thay thế, không ai có thể sửa đổi, không ai có thể thay thế, không ai có thể phá hỏng được nó. Đấy, riêng cái thằng blockchain, tức là cái thằng Web 3 đấy, chứ không phải như Web 2 đâu ạ. Đấy, cho nên các anh chị phải phân biệt được Web 2 nó đang gì ạ? Thao túng như vậy. Bây giờ nó thay đổi Web 3 để làm gì? Để tốt hơn, đúng không? Để không còn cái chuyện như Web 2 nữa. Đấy, không có cái chuyện rửa tiền, không có chuyện như là đi lừa đảo dân nữa. Tới đây dân của chúng ta chẳng sợ lo lừa đảo đâu ạ. Bởi vì sao? Cái thằng Web 2 nó chấm dứt rồi, thì cái thằng Web 3 ra đời là dân của chúng ta yên tâm, là không phải lo là những cái người xấu kia người ta lừa đảo ở trong cái xung quanh cuộc sống của mình nữa. Không ai dám luôn. Mà ai mà dám đấy thì có hệ thống nó quét. Quét lúc đó là người ta trị đến tổ cháy, chứ không phải gì ạ, không cần phải ai báo đâu ạ, tự hệ thống. Đó. Cho nên các anh chị tới đây tuyệt vời lắm, cuộc sống của chúng ta hạnh phúc, giàu có, hạnh phúc. Và gì ạ? Còn nhiều cái hay, còn nhiều cái hay, các anh chị trong nhóm của em Thu rồi, các anh chị sẽ được nghe được nhiều cái hay từ cái thông tin em Thu cập nhật được. Còn ở đây là gì? Không phải ai nghe cũng tin ngay đâu, bởi vì bản thân em Thu nhá, bản thân em Thu lúc đầu em đâu có tin, đúng không ạ? Giữa tháng 9 năm ngoái em bắt đầu mới được vào trong một cái nhóm nhỏ, sau đó nó cứ lớn dần và sau đó là còn quen, đấy, có những anh biết ơn những các em, các anh đã gì đã cho Thu thông tin để Thu giúp các cộng đồng Việt Nam chúng ta, các anh chị em, cô chú, anh chị em là gì ạ? Biết được thông tin cùng em Thu, cùng các anh chị đó, tuyệt vời lắm ạ. Ok, chị chào Nhung Nguyễn. Thông tin giá trị tuyệt vời quá bạn. Ok, cảm ơn bạn Soan. Phải giá trị, phải tuyệt vời thì mới bỏ công lên livestream, bỏ công kiên trì để gì ạ? Mình theo đuổi cái mục tiêu. Đấy, ở đây là gì ạ? Khi Thu lên livestream ấy là Thu cũng muốn duy trì thứ nhất là cái sự kiên trì của mình. Lúc đầu lên livestream cũng đâu biết livestream mấy đâu, đúng không ạ? Và lên livestream có những người tiêu cực, người ta comment vào bài mình rất là bức xúc, đúng không ạ? Nhưng rồi nó cũng thành thói quen các anh chị ạ. Bởi vì Thu xác định một điều rồi, mình đang làm những cái việc tốt, giá trị cho đời, cho cộng đồng, cho xã hội và cho gia đình và cho gì xã hội và cho chính bản thân mình. Đấy. Tức là gì ạ? Mình biết mình đang làm gì, mình phải định vị được bản thân mình đang làm cái công việc gì, cái công việc đó tương lai nó sẽ gì, giá trị đến như thế nào là mình sẽ xác định được. Và khi mình xác định được rồi thì mình cứ theo đuổi cái mục tiêu và cái con đường mình đã lựa chọn, không có gì thay đổi được, không có ai thay đổi được em, thực sự đấy ạ. Bởi vì sao đấy ạ? Em hiểu được không, từ xưa đến nay, từ ngày nhỏ đến ngày lớn, biết tự cầm tay cầm cờ lên tay mình phất là có cái Ulysky, là cơ hội tuyệt vời, cơ hội đầu tiên mà em nghĩ cả cuộc đời của em, có thể tương lai con cái của em cũng không có cơ hội là tốt hơn, thực sự đấy ạ. Đó, em đã nói rồi, Ulysky của chúng ta, tại sao chủ tịch nói là chúng ta là một mảng kinh doanh lớn nhất thế giới và chúng ta sẽ là những cổ đông lớn nhất thế giới. Và cái câu đó em càng ngẫm mà em biết những cái thông tin đó, thông tin ngoài kia đã, các anh chị trong nhóm biết ạ, thì em càng ngẫm cái câu chủ tịch nói, em càng thấm cái câu chủ tịch nói. Và thực tế ra mà nói, người là một nhà khoa học, người ta đã quyết định, người ta đã gì ạ, người ta đã phát ngôn ra mà người ta đã khẳng định thì thực sự nó phải như thế nào người ta mới dám khẳng định như thế. Người ta không nói chơi đâu ạ. Không bao giờ một nhà khoa học hoặc là gì ạ, một tổ chức khoa học đã được công nhận một tổ chức khoa học rồi mà người ta không nói chơi đâu các anh chị nha. Cho nên là mảng kinh doanh của tập đoàn Ulysky là gì ạ? Mảng kinh doanh lớn nhất toàn cầu. Đó. Và gì ạ? Chúng ta sẽ là những cổ đông lớn nhất thế giới là như vậy đấy ạ. Đó, các anh chị nhớ nha, Web 3 nó ra đời toàn lựa chọn những gì ạ? Sạch hết, công nghệ sạch, môi trường sạch, đúng không ạ? Và bầu khí quyển sạch ở Ulysky của chúng ta có hết. Và ngài chủ tịch đã có những cái mùn vi sinh để nghiên cứu ra một cái loại mùn vi sinh này, nó không phải là đơn giản đâu các anh chị nhá.
Và cái mùn vi sinh này đối với tập đoàn của chúng ta nó là một sản phẩm phụ, nhưng so với thị trường nó là một, gọi là một cái sản phẩm vô cùng giá trị và lớn lao đấy ạ. Phụ của Ulisky, nhưng mà so với thị trường nó là một công ty, một sản phẩm, một công ty thực sự là, và cái sản xuất mùn vi sinh này nó cực kỳ là lớn đấy ạ. Bởi vì tới đây Web3 ra đời, Geseda ra đời, Leseda ra đời, nó cần những cái sạch, sản phẩm sạch, thực phẩm sạch, đúng không ạ? Thực phẩm sạch phải dùng Utera là đương nhiên rồi, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta sẽ có những cái nghiên cứu của những nhà khoa học khác nữa để chúng ta sống trong, dùng những cái thiết bị, ăn những cái hoa quả, ăn những cái thứ vào miệng, đúng không ạ? Để tốt cho cơ thể là đều là cái gì ạ? Sản phẩm sạch, thực phẩm sạch hết. Đó, cho nên chúng ta lại yên tâm, chúng ta ngày sau có tiền, chúng ta lại sống trong cái cuộc sống không khí trong lành, thực phẩm đều thực phẩm sạch. Đấy, chúng ta không phải sợ ai lừa đảo chúng ta nữa, kể cả từ tài chính cho đến mọi thứ chúng ta mua bán hàng ngày. Đấy, chúng ta không phải lo ai lừa chúng ta nữa. Đó, thay đổi để tốt hơn mà. Đó, cho nên là chúng ta hãy yên tâm là gì ạ? Chúng ta sẽ gì ạ? Chuẩn bị đón cái gì ạ? Giá trị, vô cùng giá trị đấy ạ. Và ngày hôm nay chúng ta đã là những cổ đông của tập đoàn Ulisky, mà biết tập đoàn Ulisky nó là một cơ hội vô cùng giá trị tuyệt vời rồi, thì tuyệt vời với chúng ta hiểu thôi. Còn ở ngoài kia quý cô chú anh chị em là họ đâu có đã biết đâu mà họ hiểu được, đúng không ạ? Họ đứng ở ngoài họ biết làm sao nội thất trong nhà các anh chị như thế nào. Đó, cho nên thì Lệ Thu lên live stream đấy là muốn gì ạ? Cộng đồng hiểu ra Ulisky là một cơ hội vô cùng giá trị tuyệt vời. Là hãy gì ạ? Các anh chị hãy khi nghe đến ai là cổ đông mà của tập đoàn công nghệ, của tập đoàn công nghệ UST đấy, em hay gọi là Ulisky đấy, thì các anh chị hãy gì ạ? Lắng nghe, đúng không? Các anh chị hãy lắng nghe họ xem họ chia sẻ thực sự có giá trị thật hay không. Giá trị thật đem lại cái gì ạ? Tự do tài chính, đem lại cái sự giàu có hạnh phúc thực sự, thì các anh chị lúc đó các anh chị mới ra quyết định. Còn không, các anh chị coi như các anh chị chỉ gọi là biết một cái điều mới thôi. Đó, còn nếu như các anh chị mà gì ạ? Nghiêm túc tìm hiểu, thì em khẳng định với các anh chị rằng khi các anh chị nghiêm túc tìm hiểu Ulisky thì em khẳng định là các anh chị sẽ không bỏ lỡ đâu ạ. Mà thậm chí các anh chị còn yêu, còn nghiện đấy Ulisky hơn cả bản thân em đấy ạ. Đó, thực sự đấy ạ. Đó, chứ không phải là không ạ. Nhưng tất cả mọi thứ đều phải có thời gian để chúng ta lắng nghe và tìm hiểu. Còn chúng ta mà không lắng nghe, chúng ta không tìm hiểu thì chả ai nhồi vào đầu của các anh chị được, đúng không ạ? Không ai nhồi được, không ai gì ạ, kéo tay vào được. Đó, tất cả là gì? Những người cổ đông đi trước như chúng em là gì ạ? Chỉ lan tỏa để giúp các anh chị. Đây, chỉ ở đây có một cái cơ hội giá trị tuyệt vời này để cho các anh chị thay đổi cuộc sống trong tương lai cùng chúng em mà thôi, chứ không phải là gì ạ? Mồi chài lôi kéo như những cái tài chính ngoài kia đâu ạ. Không có cái đoạn ấy xảy ra đâu ạ. À, nếu ai là cổ đông mà có cái kiểu như là ý là mồi chài hay gì đó là không phải cổ đông đâu ạ. Riêng đã là cổ đông của tập đoàn Ulisky chỉ là lan tỏa giúp cộng đồng, chỉ cộng đồng ở đây có một cái cơ hội tuyệt vời để chúng ta phát triển, để chúng ta là gì ạ? Lắm giữ cái tài sản để cho tương lai chúng ta mà thôi. Đó, còn có một cái mục đích gì thì ạ? Không, nếu dùng nhiều khi các anh chị không hiểu lại nói là gì ạ? À, hình thức Ponzi rồi đa cấp lừa đảo lọ kia, những anh chị đó thực sự là cái tư duy nó vô cùng hạn hẹp thực sự đấy ạ. Bởi vì lúc nào cũng nghĩ quanh mình là ở đâu cũng có lừa đảo, đúng không? Ở đâu cũng có lừa đảo, ví dụ như là ở ngoài kia rất nhiều cái lừa đảo, nhưng mà gì ạ, họ chỉ đánh vào cái lòng tham, họ đánh vào cái lòng tham, không cho người ta cái thời gian để suy nghĩ, không cho người ta cái thời gian để tìm hiểu, đánh luôn vào cái lòng tham. À, đầu tư 1 triệu, đầu tư 5 triệu là có từng đây, đầu tư 1 triệu có từng đây. Đó, vài ba ngày nó có từng đây tiền. Thì đương nhiên là những cái lòng tham đó nó bị gì ạ? À, che lấp với cái gì ạ? Cái gọi là ý thức của con người. Sau đó là gì ạ? Họ cuốn theo cái đó, cuốn theo cái đó, và sau đó là gì? Họ mất mát là như vậy. Và khi họ mất mát ở lĩnh vực đó, họ luôn cho mọi cơ hội ở xung quanh họ là đâu cũng có cái lừa đảo, đâu cũng có cái gì ạ? À, xấu xa. Đấy. Nhưng mà gì ạ? Có một số ít người ta không nghĩ thế đâu ạ. Trong đó có Thu. Chính bản thân em Thu cũng đã từng gì ạ? Rơi rớt vào lĩnh vực tài chính. Và em Thu không phải là người đánh mất niềm tin vào thị trường. Không bao giờ đánh đồng mọi dự án như nhau đâu ạ. Không có đâu. Đấy. Mình là người có tư duy mà, đúng không ạ? Mình phải thông thái hơn người ta.
mình phải thông thái hơn người ta, mình phải gì ạ? Mở cái tư duy của mình ra để đón nhận một cái mới. Mà trước khi đón nhận mình có sự tìm hiểu rồi cơ mà, có sự chắc lọc rồi cơ mà, đúng không ạ? Quá yên tâm đúng không? Quá yên tâm chứ không phải là không. 5 năm, 10 năm nữa Việt Nam sẽ có hàng chục triệu người biết đến đầu tư giá trị. Vậy nên hôm nay chúng ta là những cánh chim đầu đàn. Bà con ạ, yên tâm là giàu, siêu giàu. Cảm ơn bạn Trung Lai rất là nhiều. Chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ nói là giàu, siêu giàu. Nhưng những anh chị em ngoài kia chưa hiểu thì sao? Đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là hãy phát livestream đi Trung Lai nhé. Bạn phát livestream lên cái Facebook mới này. Cứ đợi cái Facebook cũ thì đến bao giờ? Khi nào có Facebook cũ thì bắt đầu ta lại livestream ở đó. Còn không thì cứ lấy cái livestream này đi, từ mai livestream luôn đi. Thì khung giờ mấy giờ là thông báo lên trang cá nhân. Các anh chị hãy gì ạ? Kết bạn với bạn Trung Lai này. Bạn Trung Lai là Facebook này mới, còn Facebook kia là bị hạn chế quá cho nên là chưa phát được livestream. Đấy, bị hạn chế cái phát livestream ấy ạ. Nguyễn Văn Trung luôn đón nhận cơ hội tốt chị ạ, chuẩn luôn. Đấy, chúng ta phải xác định đâu là cơ hội tốt, đâu là cơ hội không tốt và chưa tốt để chúng ta là gì ạ? Tránh cái sự rơi rớt và mất mát tài chính trong cuộc sống của chúng ta. Đó, chúng ta hãy nghĩ đến điều tích cực thì mọi điều tích cực sẽ đến với chúng ta, đúng không? Mọi thứ tích cực sẽ đến với chúng ta, mà chúng ta cứ luôn luôn nghĩ những điều tiêu cực thì điều tiêu cực sẽ đến với chúng ta mà thôi, đúng không ạ? Không thể gì khác được. Đấy, người ta gọi là bên ngoài thế nào, bên trong thế nào, bên ngoài như thế đó, đúng không ạ? Nên chúng ta hãy cùng chung tay giúp cộng đồng để họ biết được và họ hiểu ra cái giá trị để họ nắm giữ, dù ít cũng được, đúng không ạ? Nhiều thì càng tốt, nhưng mà ít cũng được, cũng gọi là gì ạ? Có một chút là gì ạ? Tư duy và nắm giữ cái tài sản giá trị đó. Chúng ta hãy nắm những cái tài sản giá trị, còn những cái gì ạ? Những cái mà thuộc dạng bây giờ chúng ta gọi là bớt đi, sau khi chúng ta tìm hiểu giá trị nó chuẩn rồi, chúng ta chỉ cần bớt đi những cái bộ quần áo đẹp và đôi giày đẹp để chúng ta là gì ạ? Đáng lẽ mua 3 đôi chúng ta mua 2 đôi thôi. Đấy, để chúng ta bớt ra một đôi để chúng ta nắm giữ cái tài sản để sau này chúng ta mua hàng nghìn đôi, đúng không ạ? Hàng nghìn đôi. Đấy, cho nên ở đây là gì? Chúng ta có cái tư duy mới, và chúng ta khi tìm hiểu được cái giá trị của cái tư duy mới, của cái cơ hội mới, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống. Đó. Còn nói chuẩn, nói hay, nói đúng hay là như thế nào thì anh chị cần nghiêm túc tìm hiểu. Và khi các anh chị nghiêm túc tìm hiểu thì các anh chị sẽ không gì đánh mất nó. Và các anh chị nghiêm túc tìm hiểu, các anh chị mới phát hiện được ra là gì ạ? Cơ hội này không phải cơ hội của mình. Hoặc các anh chị khi tìm hiểu ra nghiêm túc, các anh chị đã đây mới là cơ hội của mình, đúng không ạ? Còn nếu các anh chị mà cứ hời hợt thì mọi thứ hời hợt sẽ đến với các anh chị mà thôi. Đó, chúng ta cần nghiêm túc mọi thứ, đúng không ạ? Chúng ta cần nghiêm túc mọi thứ. Và khi chúng ta nghiêm túc rồi, nó luật hấp dẫn mà, thì mọi thứ nghiêm túc sẽ đến với chúng ta. Đó, nghiêm túc tìm hiểu thì cơ hội giàu có sẽ đến với chúng ta nghiêm túc. Còn chúng ta không nghiêm túc thì gì? Nó sẽ đến với chúng ta hời hợt, cũng như chúng ta tìm hiểu nó hời hợt mà thôi, đúng không? Đúng rồi, tư duy mới, cách làm mới thì kết quả sẽ mới. Đó, chuẩn luôn. Đấy, chúng ta phải thay đổi cái mới thì chúng ta mới có kết quả mới được. Còn chúng ta cứ giữ đi tư duy cũ, hành động cũ, cách làm cũ là chúng ta sẽ có kết quả cũ mà thôi. Đấy, không có gì khác cả. Không bao giờ có cái chuyện mà nghĩ cách cũ, làm cách cũ mà có kết quả mới được. Đừng có mơ như thế, đúng không ạ? Đấy, mà chúng ta ở đây đã biết rằng khi chúng ta thay đổi rồi, đấy, mọi thứ xung quanh của chúng ta cũng thay đổi theo đấy ạ. Thực sự đấy ạ, mọi thứ xung quanh. Con chúng ta thay đổi, chồng chúng ta thay đổi, vợ chúng ta thay đổi, bố mẹ chúng ta thay đổi, rồi anh chị em rồi sẽ thay đổi thôi. Kể cả bây giờ người ta chưa thay đổi, nhưng tới rồi họ sẽ thay đổi mà thôi. Đó, còn em Thu, còn các anh chị, đúng không ạ? Đấy, mà nếu như chúng ta thay đổi rồi, mà chúng ta có cái kết quả rồi mà họ bây giờ vẫn còn chưa tin nữa thì đó là cái phúc, cái phần của họ, đúng không ạ? Chỉ đến được như thế thôi, không được hơn. Đó, cho nên là không thể trách mình được, miễn làm sao em Thu này có một cái suy nghĩ là khi có cơ hội tuyệt vời, người nhà ruột thịt nhà mình là người được chia sẻ đầu tiên, người nhà ruột thịt nhà mình là được hưởng đầu tiên. Và trừ khi người nhà ruột thịt nhà mình không đón nhận thì lúc đó mới đến người họ hàng, và khi họ hàng không đón nhận thì bắt đầu mới đến rộng rãi ta, cộng đồng đó. Và khi em chia sẻ rồi mà sau này không thể trách được em được, đúng không ạ?
chia sẻ rồi một lần hoặc hai lần không đón nhận, đúng không ạ? Chưa tin, không tin thì để nguyên. Sau này họ không thể trách mình được. Sau này ví dụ các em, các anh, các cô dì chú bác, đúng không ạ? Thấy mình có kết quả lớn như thế, họ không thể trách mình là gì ạ? Sao lúc đó chị, cháu, em không chia sẻ cho, họ không trách mình được, không thể trách được. Cho nên em Thu cần gì ạ? Chia sẻ với các anh chị, kể cả cái phần đó các anh chị cũng cần nên chia sẻ cho người thân mình trước. Sau đó họ tìm hiểu thì tìm hiểu, mà họ không tìm hiểu, họ không lắng nghe thì đó là cái việc của họ. Còn nếu như các anh chị mà nghĩ là gì ạ, chia sẻ họ không đón nhận, thôi chả chia sẻ nữa, bao nhiêu người chia sẻ ngoài kia họ chả tin, mình nói chắc gì anh hoặc em mình nó đã tin, các anh chị lại ngại không chia sẻ, thì đương nhiên đó các anh chị là người gọi là sau này họ sẽ trách lại các anh chị thực sự đấy, đúng không? Đấy, đương nhiên là họ vừa không phải bỏ tiền ra, họ không có cơ hội để trách mình đó. Trong đó là các anh chị giàu có rồi, anh chị em chưa có thì anh chị có để yên không ạ? Anh chị còn đi từ thiện được bên ngoài, tại sao anh chị em ruột nhà mình lại không có, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta cần chia sẻ hết. Em Thu là cứ chia sẻ hết, còn ai không đón nhận đấy thì thôi kệ họ. Còn lại bản thân em Thu nha, có những anh chị em ruột nhà em Thu mà chưa tin, em Thu bảo mượn chứng minh thư, em Thu bảo mượn chứng minh thư, anh chị em vẫn cho mượn đấy, là em Thu cứ để vào đó một ít có tên tuổi trong đó đấy, chứ không phải không ạ. Đó, cho nên là kệ thôi các anh chị nhé. Ruột thịt nhà mình sẽ không bao giờ gì ạ, mình để cho họ thiệt được, đúng không? Mình sẽ không để cho họ thiệt được. Đủ duyên thì đủ phước mới đón nhận được chị ơi, không phải ai cũng nhìn ra được cơ hội vàng này. Chính xác, nếu mà ai cũng nhìn ra cơ hội thì giờ này làm gì còn cổ phần gốc nữa, đúng không? Chỉ vài ba năm đầu tiên, 2014, 2015, 2016 có thể khoảng độ vài ba năm đó đã hết rồi đấy. Thì nếu như vài ba năm đó ai cũng nhìn ra thì thế giới người ta nắm giữ hết, thì làm gì có đoạn đến lượt em Tâm biết và em Tâm mang về Việt Nam đến ngày hôm nay, đúng không? Đấy, cho nên là gì, ở đây là gì ạ, người ta gọi là 1% thế giới, mà bây giờ thay đổi nhiều, người ta gọi là 5% thế giới, đúng không? Cho nên chúng ta là lọt vào trong 1 trong 5% thế giới đấy các anh chị em nhá. Chúng ta nắm giữ những triệu cổ phần, đúng không? Chúng ta có tư duy mới, chúng ta nắm những triệu cổ phần của tập đoàn Ulisky là chúng ta lọt vào những gọi là top 5% rồi đấy ạ. Đó. Cho nên ở đây là chúng ta phải biết rằng số đông là thường là người ta hay gì ạ, soi mói, nhưng người ta không hiểu nhiều như số ít đâu. Số ít chúng ta có thể là gì ạ, lắng nghe, có cái cơ hội có người chia sẻ, chúng ta đón nhận và chúng ta cảm nhận, chúng ta tìm hiểu và chúng ta cảm nhận. Sau đó từ cái sự nhận thức của chúng ta mà chúng ta có cơ hội của tập đoàn Ulisky đó, chứ không phải là ai nhìn thấy, ai nghe cũng gì tin ngay đâu ạ. Đó, không phải là ai mà thấy chia sẻ như thế này mà người ta cũng hỏi để tìm hiểu ngay đâu ạ. Đó, có người hàng 2 năm nay rồi vẫn chưa dám, có người 1 năm nay rồi vẫn chưa dám, đúng không ạ? Thì các anh chị thấy không, những cái người mà như thế mãi mãi chỉ cái gì, có đi làm thuê, mãi mãi chỉ đi làm thuê thôi. Như chúng ta là gì, chỉ cần vài năm nữa thôi, chúng ta chả phải làm thuê cho ai cả, đúng không? Bây giờ chúng ta đang tự do thời gian rồi, chúng ta chỉ cần chờ thời gian để chúng ta gì ạ, tự do tài chính nữa thôi. Chúng ta vẫn phải làm, đúng không ạ? Không ai là không làm, nhưng chúng ta làm những cái việc ý nghĩa cho đời, chúng ta làm việc những cái việc gọi là giá trị cho đời, chứ không phải là làm như trước nữa, đúng không? Chúng ta vẫn có công việc, nhưng chúng ta làm khác hơn, thông minh hơn và khác với những người ở ngoài kia, đúng không? Đó. À, số đông luôn luôn đúng, nhưng giàu không thuộc về số đông. Chính xác, cảm ơn Văn Trung. Đó, câu này rất là chuẩn. Và các anh chị em có ai chia sẻ mà người ta nói này nói kia không? Bây giờ còn ai chia, anh chị em bây giờ chia sẻ còn ai nói lung tung nữa không ạ? Còn ai nói thế này thế khác ạ? Nếu như các anh chị bây giờ mà chia sẻ mà có những người mà gì ạ, tức là nói về đa cấp này, về lừa đảo này, hoặc là người ta cứ nói những cái lời tiêu cực đến với những người mình chia sẻ ấy,
thì chỉ cần nói một câu là, chỉ cần nói một câu cho em Thu là, bạn đã thấy tôi lừa ai chưa, đúng không? Hay là anh đã thấy em lừa ai chưa? Đấy, anh tìm cho em đi, tìm ra chứng cứ rõ ràng đi. Đấy, anh thấy em lừa ai? Em thấy anh thấy em lừa ai? Đấy, hay là cô chú thấy cháu lừa ai chưa? Nếu như mà không tìm thấy thì cháu sẽ quay lại là tội vu khống, đúng không ạ? Tội vu khống với một tập đoàn quốc tế, đúng không ạ? Một tập đoàn quốc tế lại dám bảo một tập đoàn quốc tế lừa đảo, đúng không? Đó, không phải tội nhẹ đâu, luật mới ra hết rồi, luật mới ra hết rồi. Chị Quyên nói là một ngày đẹp trời chúng ta cùng giàu với nhau, chuẩn luôn chị. Chúng ta không sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, đúng không? Nhưng chúng ta đón cái giây phút hạnh phúc đấy. Chúng ta đón sự giàu có cùng giờ, cùng phút, cùng giây, cùng thời khắc rung chuông vàng. Đó là điều vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Đó, cho nên ở đây là gì ạ? Ở đây là các anh chị phải biết rằng khi chúng ta đã là cổ đông của tập đoàn thì cả cái tập đoàn, cả tất cả các cổ đông của tập đoàn trên toàn cầu đấy, thì chúng ta sẽ đón cái giây phút, cái giờ phút gọi là cái khoảnh khắc rung chuông vàng. Các anh chị cứ hình dung đi, em xem cái video mà người ta rung chuông vàng của cái công ty kiểu cái app Grab ấy, mà em hình dung ra khi chúng ta đón nhận cái giờ phút giây, tức là cái thời khắc mà gì ạ, cái giây phút rung chuông vàng của UST của chúng ta, tuyệt vời lắm. Các anh chị cứ hình dung đi, thực sự nó sẽ có ngày như thế. Sớm đấy ạ, không xa nữa đâu ạ, không thể xa được nữa đâu các anh chị ơi. Tới đây bình ổn tiền tệ thì các anh chị mới biết được. Còn bây giờ các anh chị đều cứ nghĩ là chắc là phải lâu đây, nhưng mà không lâu đâu. Không lâu đâu các anh chị nhá, không lâu đâu. À, chị Hằng có nói rằng vẫn có em ơi. Người nhà chị cũng chưa tin em ơi. À đúng rồi chị ơi, bởi vì họ đang nghĩ là làm cách cũ, đúng không ạ? Đấy, họ đang nghĩ làm cách cũ. Vẫn gì ạ, đi làm thuê này. Đấy, vẫn gì ạ, phải lao động mới có tiền này. Vẫn phải kinh doanh cái gì đó là hôm nay được 5 triệu, hôm nay được 500, hôm nay được 300, 200 nghìn này. Đó, họ vẫn nghĩ cách cũ mà. À, khi họ không tin tưởng mình nhá, thì các anh chị hãy roi vào những cái live stream của em Thu hoặc bạn Trung Lai để giúp họ hiểu ra dần. Giúp họ hiểu ra dần nhá, chị nhá. Giúp họ hiểu ra dần bằng cách mượn người khác, mình không nói nữa, mượn người khác nói giúp mình. Mượn người khác nói giúp mình, để cho họ hiểu ra được là không phải chị mình hay em mình hay cô mình hay cháu mình đang bị ai đó lừa, đúng không ạ? Rồi họ tự cảm nhận chính cái sự nhận thức của họ, đúng không ạ? Không cần phải nói nhiều nữa. Muốn lo cho cháu mình, lo cho em mình, lo cho chị mình đấy, lo cho cô mình, lo cho người thân của mình, là mình phải cần gì? Tìm hiểu, nghe ngóng xem đúng đó có phải cơ hội thật không, hay đúng là chị mình, cháu mình, em mình, cô mình đang bị lừa, đúng không ạ? Đó mới là ruột thịt, đó mới là thân thiết. Chứ còn chỉ lo cho cái mồm không ấy thì nó là gọi là xưa rồi, nó không phải là người thân ruột thịt thực sự rồi. Lo mà chỉ lo cái mồm không, à đừng lừa đấy nọ kia, thì đương nhiên là người ta lại cũng sợ, người ta bỏ ra, đương nhau mất cơ hội của người ta, đúng không ạ? Đương đâu là thành mình ra nè, từ cái no đó trở lại thành hại người ta, hại người ta mất cơ hội. Bởi vì từ xưa nay người ta làm vất vả như thế, bây giờ có cơ hội tốt chả tìm hiểu gì cả lại nói luôn như thế, thì người ta lại sợ, người ta lại bỏ mất. Thì sau này những người mà người ta thành công kia thì đương nhau mình là một người ngược lại, là hại chính người thân của mình, chứ không phải là tốt cho người thân của mình nữa, đúng không ạ? Đó, em mà gì ạ, em mà người thân của em mà gì ạ, đầu tư hay làm gì là em cần phải tìm hiểu. Còn lúc đó họ nghe thì nghe hay không nghe thì thôi, em tìm hiểu, em bảo đúng cái này là tốt thật, ok, cứ chị cứ đầu tư đi, hay em cứ đầu tư đi, hoặc cứ làm đi. Nhưng mà khi mình biết ra cái này nó là tốt hoặc cái này nó chưa tốt, mình nói họ không nghe thì cũng phải chịu thôi, đúng không ạ? Đơn giản như thế đâu ạ. Đó, cho nên ở đây là những anh chị em nhé, những anh chị em mà bây giờ là có những người thân mà chưa tin. Đó, nếu như có những người thân mà chưa tin thì chúng ta hãy roi vào, hãy tag tên vào, hãy chia sẻ vào chính trang cá nhân của mình ấy,
để cho người thân mình nghe, nghe vài lần rồi người ta tự hiểu mà đâu có phải là. Bởi vì đây là cơ hội của tập đoàn Ulisky, là tại sao chúng em phát livestream trên livestream này hàng ngày. Phát livestream trên hàng ngày nhá, chứ không phải là hôm nay phát một buổi, một tháng nữa hay là nửa tháng nữa phát một buổi đâu. Chuẩn bị tròn 3 tháng liền em lên livestream rồi đấy ạ. Đấy. Lý do em kiên trì livestream để giúp cả các cộng đồng, các người thân của quý cô chú anh chị đấy ạ. Và kể cả người thân họ hàng nhà em nữa đấy ạ. Để họ nhìn nhận ra đây là cơ hội thật, đây là cơ hội giá trị. Đúng không ạ? Để giúp họ không phải vất vả vật lộn như trước nữa. Họ đang làm những cái công việc ví dụ là được thu, tức là nguồn thu có thể một tháng họ buôn bán, họ làm có thể 5-10 triệu, có thể 5-70 triệu, có thể hàng trăm triệu. Họ nghĩ đấy là cơ hội họ đang làm rất là tốt. Nhưng họ đâu có biết là tới đây, đúng không ạ? Tới đây mà cái thằng web 3 nó ra đời, cái thằng web 2 nó đi vào lòng đất, thì họ mới biết rằng à, mình vẫn dại hơn cái người chị em nhà mình đó, đúng không ạ? Ví dụ như chị Hằng chẳng hạn, thì lúc đó người ta mới biết à, cứ bảo chị Hằng như thế nọ thế kia, nhưng kỳ tình ra chị Hằng chị là người rất là thông minh. Trí thông minh của chị ý và gì ạ? Cái gì ạ? Cái tư duy của chị ý. Và kể cả bản thân em cũng thế. Bây giờ có thể những anh chị em, đúng không ạ? Họ vẫn nghĩ là họ đang kiếm được 5-70 triệu một tháng, hoặc thậm chí là gì ạ? Vài 300 triệu một tháng. Họ đâu có nghĩ rằng em Thu đang có cơ hội vô cùng giá trị trong tay. Họ nghe đấy ạ, họ theo dõi đấy ạ. Nhưng họ gì ạ? Cái tầm của họ chưa bằng mình, cái tư duy của họ chưa bằng mình, thì họ phải chấp nhận đi sau mình, đúng không? Họ chấp nhận đi sau mình. Và đương nhiên khi mình bay rồi, họ bắt đầu mới lê lết bỏ. Nói thật với các anh chị như thế, nếu họ mà không hiểu ra nhanh đó. Họ nghĩ là bây giờ họ đang kiếm 5-70 triệu, 100 triệu, vài trăm triệu. Họ nghĩ là họ là đang thành công rất là lớn. Nhưng họ đâu có biết tới đây thay đổi, họ mới biết là cái sự gọi là gì ạ? Không chịu lắng nghe. Cái tôi của họ cao, đúng không ạ? Cái tôi to hơn người, cao hơn người. Người có 1,5m, 1,6m, nhưng cái tôi nó cao có thể khoảng 3m. Cho nên là gì ạ? Họ mới mất. Thực sự đấy ạ. Cho nên ở đây là bản thân em Thu trước đây cũng thế các anh chị nhá, chưa thay đổi tư duy đâu, mà lúc nào cũng nghĩ cái công việc của mình rất là tốt, đúng không ạ? Đến khi ạ, đến khi sức khỏe của mình đi xuống, đúng không ạ? Công việc nó giảm đi, lúc đó mới biết được à, không phải là mình cứ nghĩ là an toàn là tốt, nhưng thực sự nó không an toàn, nó không tốt. Nó chỉ phù hợp với cái giai đoạn trước thôi. Còn giai đoạn bây giờ mình phải cần phải thay đổi. Đúng không ạ? Cần phải thay đổi. Và quanh nhà Thu đây, Thu thấy là những anh chị em đang làm nghề phải lao đi gì ạ? Lao đi hồ sơ để xin công ty. Và em rất tiếc cho họ cái cơ hội mà Thu ngày ngày lên livestream này mà họ không nhìn nhận ra. Ngày ngày Thu phát livestream này giúp cộng đồng ở các tỉnh khác được, mà quê hương của mình thì lại chưa có gì ạ, sự tìm hiểu và lắng nghe. Rất tiếc cho họ. Nhưng mà không làm nào được, kệ họ thôi. Cuộc đời của họ họ lựa chọn, cuộc đời của mình chọn, mình lựa. Còn của họ là họ lo họ chọn. Đó, mình không thể gì ạ, mình không thể để giúp họ được hơn nữa. Nên nhá chị Hằng nhá, cứ tác các anh chị em, cô chú, các của các anh chị, con cháu mình vào để họ giúp họ hiểu ra, nếu như mình nói mà họ chưa hiểu nhá. À, cảm giác anh Kỷ nói là cảm giác chào đón IPO thế nào cô chú anh chị em, à cô chú anh chị rất là phê, sung sướng, mà nhất là gì ạ? À, khi đón nhận cái rung chuông vàng nó lại báo là gì ạ? 50 đô, 100 đô nữa thì nói thật ra khóc nhiều lắm đấy ạ. Khóc những giọt nước mắt rơi xuống, tức là những cái giọt nước mắt hạnh phúc. À, mình sẽ chứng minh được cho những người mà mình đã chia sẻ, họ đã chửi mình, đúng không ạ? Họ đã gì ạ? Nói mình. Đấy, họ không tin, họ phỉ báng mình, họ chửi mình. Giọt nước mắt hạnh phúc là à, mình đã lựa chọn đúng. Nhiều á, nhiều cái lý do để khóc á. Cái lúc ký là đón chào cái hạnh phúc, nhiều cái lý do lắm ạ. Chị chia sẻ thêm về thông tin vào nhóm cho anh chị em hiểu thêm với chị, thank you chị. Chung vào nhóm chưa nhỉ? Chung vào nhóm chưa nhỉ? Chị cũng không nhớ đâu. Thì thông tin nó chỉ có thế thôi, còn ai muốn biết thì kết bạn Zalo Thu cho vào nhóm. Mà vào nhóm phải nghiêm túc nhá, vào nhóm thực sự này, vào nhóm của em Thu phải nghiêm túc. Chúng ta đây là vào cái nhóm để chúng ta để gì? Giữ những cái tài sản của chúng ta đang nắm giữ đó, và chúng ta biết thêm những cái thông tin liên quan
biết thêm những cái thông tin liên quan để chúng ta giữ cái tài sản của chúng ta, và chúng ta ấy gì ạ, yêu USDT hơn, yêu những cái gì đồng pi Liên Quốc của chúng ta hơn, yêu những cái chúng ta để chuẩn bị chúng ta đón chào nó đó. Trong nhóm chỉ mục tiêu thôi, và chúng ta ai nghiêm túc thì em Thu sẽ cho vào, còn ai mà không nghiêm túc, avatar mà không thật này, tên mà không thật thì em Thu không cho vào đâu nhá, trừ em Thu biết. Còn em Thu mà chưa biết mà lạ mà vào mà không có avatar thật và không có tên thật là em Thu không cho vào đâu. Cả nhà UST chuẩn bị mấy túi ba gang mang theo mà đựng nhé trong năm 2025 cả nhà ơi. Anh ơi, tài sản của chúng ta không cần phải ba gang đâu. Tài sản của chúng ta đã gửi vào chính cái tập đoàn cái gì ạ? Cái giải pháp này rồi. Khi nào chúng ta tiêu đến đâu, dùng đến đâu thì chúng ta rút ra bấy nhiêu thôi. Chúng ta không cần phải dùng ba túi ba gang mà đựng đâu nhá. Anh cười một tràng kinh không. Tuyệt vời quá đúng không? Chúng ta vô cùng hạnh phúc khi chúng ta đã là cổ đông của tập đoàn. Bụt nhà không thiêng, chính xác đấy anh ạ. Đấy, người ta thường nghĩ là gì ạ? Người ta nghĩ là ôi chị Hằng ấy, ví dụ như chị Hằng đấy, chị Hằng comment đúng không ạ? Người thân thì chị Hằng không tin đúng không? Chị Hằng nói là gì ạ? Chia sẻ cho thì có thể anh chị em cô dì chú bác các cháu nghĩ chị Hằng là ôi bà Hằng bà chỉ đi công nhân ở bên cái nước áo hay làm gì đúng không? Người ta nghĩ đơn giản thế. Làm sao từ trước nay bà ấy làm sao mà biết cái đoạn mà có cái dự án hoặc có cái cơ hội mà lại ngon như vậy đúng không? Người ta vẫn nghĩ như thế đúng không ạ? Nhưng họ đâu họ biết là chị Hằng tuyệt vời như bến đến mức độ như nào đúng không? Chị Hằng có cái tư duy như thế nào? Chị Hằng có gì ạ? Có một cái tầm nhìn, có một cái tư duy hơn họ gấp nhiều lần đúng không? Cho nên là họ đâu có biết. Đó, mà đến khi họ biết rồi, chị Hằng có kết quả để cho họ biết rồi thì lúc đó là cơ hội của chị Hằng thì cũng là, tức là cái cơ hội chị Hằng, cái lúc mà chị Hằng đón nhận được cũng là họ mất cơ hội đúng không ạ? Cái mà chị Hằng, ngày chị Hằng đón cái sự thành công của chị Hằng thì cũng là ngày họ mất cơ hội. Họ đâu có nghĩ đến đoạn đó đâu đúng không? Họ đâu có nghĩ đến đoạn đó. Ok anh Kỳ, anh Kỳ bảo là sau like em đưa anh vào nhóm với nhé. Anh kết bạn Zalo đi, anh kết bạn Zalo chưa? Kết bạn Zalo thì em mới cho vào nhóm được, em tạo trên nhóm Zalo mà. Anh Dung Minh nói là đúng rồi em, đúng thì em Thu mới nói chứ, không đúng em nói làm chi. Mà nói chung là em nói đúng nhưng mà các anh cùng tư duy, cùng tần số các anh công nhận đúng, nhưng có một số anh chị em ngoài kia họ đâu có công nhận đúng, họ đang bảo em là võ mồm, họ đang bảo em là gì ạ, là gì nhỉ, như nào nhỉ? Họ đang, hôm vừa rồi em nghe có cái câu... nói gì á, lại quên mất rồi. Nói tóm lại là họ chưa tin thì họ còn dùng từ khác cơ. Còn các anh cùng tần số, các anh cùng gì ạ, tư duy thì các anh là đón nhận rồi, các anh hiểu ra giá trị rồi thì các anh bảo em là nói đúng. Nhưng mà thực sự nó là đúng thật, nhưng mà những cái người mà người ta không nghĩ cho mình đúng thì họ vẫn là sai đối với họ đúng không ạ? Mình vừa làm vừa nghe câu được câu không, chán quá. Ok bạn, bạn vẫn đang làm giờ bên đó. Bạn nhà ở bên Pháp đúng không? Nhà ở bên Pháp nhỉ? Tin tức công nghệ mới nhất hôm nay, chú cập nhật được sang năm 2024 chúng ta được giao dịch UST cháu Thu à. Ok, chúc mừng chú nhé. Chúc mừng thông tin của tập đoàn Ulisky nhá. Mới à chú? Mới à chú ơi? Chia sẻ cho mấy cô bạn, họ cũng nói khi nào chị có được kết quả thì họ sẽ theo em ơi. Thực sự ấy, khi mà chị nhận kết quả cũng là họ đúng, cũng là cái giây phút, cũng là cái ngày họ mất cơ hội. Chị bảo thẳng như thế, mà đúng thế luôn chứ không cần gì phải ấy, đúng không? Nó đâu có như nghề truyền thống đâu, mà mất cơ hội là nắm giữ cổ phần gốc, được đồng sở hữu công nghệ nó mới giá trị. Còn ví dụ sau này những cái dự án mục tiêu, có phải họ vẫn còn những cái dự án mục tiêu, nhưng mà lúc đó thì nó đáng gì đâu. Lúc đó cái cơ hội dự án mục tiêu nó không được đồng sở hữu công nghệ đâu. Ví dụ nhá, cái sản xuất của cái logo, ví dụ như là cái thằng cà phê này, đúng không ạ? Cái thằng cà phê này thì lúc đó là cái công ty cà phê này là các anh chị chỉ được lợi nhuận ở cái công ty cà phê này thôi, chứ không được đồng sở hữu nữa, đúng không ạ?
Như bây giờ nhé, chẳng hạn như cái công nghệ, chúng ta nắm giữ cổ phần gốc ngày hôm nay, chúng ta sẽ được đồng sở hữu công nghệ, đúng không? Đường ray dây này đấy, tức là các anh chị cứ vào cái phần trong cái văn trang cá nhân của chúng ta là đọc là ghi là chúng ta sẽ đồng sở hữu mọi công nghệ đấy. Đó, các anh chị vẫn còn nguyên ở trong văn phòng cá nhân của chúng ta chứ không đâu xa. Đó, còn khi chúng ta mà hết phát hành cổ phần gốc rồi, chúng ta vẫn còn có cơ hội để góp vốn những cái dự án mục tiêu. Và đương nhiên những cái dự án mục tiêu đó chúng ta chỉ được hưởng những cái lợi nhuận ở cái dự án nhỏ đó thôi, một cái dự án đó thôi, chúng ta không được đồng sở hữu công nghệ như cái lúc chúng ta được nắm giữ cổ phần gốc nữa đâu. Cho nên là gì ạ, kệ họ thôi, mình lan tỏa mà họ không nghe đó là việc của họ, còn mình thực sự thấy nó tốt thì mình mới chia sẻ, còn không tốt thì mình cũng đâu có chia sẻ, đúng không ạ? Nếu dụ nhá, mà nó không tốt nhá, 9 năm qua đúng không đó, năm nay năm thứ 9, gần hết năm thứ 9 rồi, 9 năm qua UFT thu hút vốn cộng đồng cả toàn cầu, nếu như mà không có thật, đúng không? Thì liệu ngày hôm nay cái tập đoàn UFT này có còn tồn tại hay không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu bảo UFT này lừa đảo, đúng không ạ? Lừa đảo thì ai người ta để yên cả thế giới, làm sao người ta để yên cho UFT mình, đúng không? Và nếu như mà UFT mà thực sự là một cái công nghệ nó cái tầm cỡ nó thấp ấy, thì cái ông quốc vương Dubai ông cũng chả thèm để ý đâu. Nói thật với các anh chị như thế. Nếu chỉ cần một cái công nghệ, nó cũng là thật nhưng nó không có cái tầm cỡ, nó không có sự độc đáo, đột phá, độc quyền, thì cái ông quốc vương Dubai ông chả bao giờ ông thèm liếc mắt để ý đâu. Nói thật luôn đấy, nói chuẩn luôn đấy. Chứ đừng có nói là ông ấy đón về đất nước ông ý đấy, một công viên thử nghiệm tại đất nước ông ý từ năm 2019, đúng không ạ? Họ phải có tầm nhìn người ta hàng 300-400 năm chứ không phải đơn giản. Mà cái ông quốc vương Dubai nó gọi là nổi tiếng cả cái toàn cầu này rồi. Người ta còn cấp đất cho 28 hectare trị giá 750 triệu đô từ năm 2019 đến giờ. Người ta đón chào ngài chủ tịch lồng nhiệt, đón chào gọi là một sự gọi là trân trọng đấy, chứ không phải là như mấy cái anh chàng gõ bàn phím ấy, viết lách vớ vẩn đâu. Người ta đang thu hút cổ phần, phát hành cổ phần gốc để thu hút vốn bằng phát hành cổ phần gốc thì lại nói là cổ phiếu ngay, đúng không? Anh Kiểm vừa nãy em thấy thả tim thả like đấy, anh Kiểm còn nói luôn là nghe nó thấy sai từ ngay từ câu đầu đó. Con người người ta có tư duy, người ta cần đọc một câu đầu tiên người ta đã biết rồi, hoặc nghe câu đầu tiên người ta đã biết rồi, đúng không ạ? Cái sự nhận thức của người ta nó khác hoàn toàn với những người tầm thường. Cuộc họp kín đáo hôm nay cháu vâng, thế thì khả năng là mới thì cháu chưa biết được thật. Cảm ơn chú Thắng nhé. Đấy, cả nhà cùng nghe chú Thắng vừa nhắn tin lên đấy ạ. Chú Thắng đưa vào nhóm nhé. Chú Thắng nhắn vào nhóm để cho anh chị em cùng biết. Dự án mục tiêu cũng ưu tiên các top trước mới đến lượt người mới. Vì vậy không nhanh, không còn thời gian. Cảm ơn anh Kỷ nhé. Cảm ơn anh Kỷ rất là nhiều. Em xem mấy giờ rồi em nói. Này. Đấy, cũng là gần 23 giờ rồi quý cô chú anh chị này. Cũng gần 23 giờ rồi. Đó, cũng rất là muộn rồi đấy ạ. Và đây chúng ta đã có cái sự em Thu đã bảo rồi, trong cái nhóm em Thu đã đưa cho các anh chị vào trong nhóm đấy ạ, là cái nhóm đấy là nhiều thông tin giá trị như vậy thì các anh chị tự hiểu rồi. Còn ở đây là chúng ta là nếu như có cái những cái thông tin mà chúng ta thấy nó bất ngờ quá, thấy nó khó tin quá thì quý cô chú anh chị hãy gì ạ, hãy từ từ cảm nhận, hãy từ từ cảm nhận nha. Tất cả mọi thứ nó là thật đấy ạ, và mọi thứ tới đây nó sẽ diễn ra hết đấy ạ. Đó, những cái đã diễn ra rồi anh chị đã gì ạ, đã đang gì ạ, đang cảm nhận được dần. Thế còn những cái nó chưa diễn ra, anh chị hãy từ từ cảm nhận nha, từ từ biết thông tin dần nha. Đó, thực sự em biết cái thông, những cái thông tin đó em quá là may mắn, thực sự là quá hạnh phúc, quá may mắn, và em không muốn đơn độc một mình em được biết cái sự may mắn đó, và em muốn lan tỏa, và em muốn các anh chị nghe những thông tin đó là giúp người nhà chúng ta, nhất là về sức khỏe. Đầu tiên là về sức khỏe, đúng không ạ? Đó. Nếu như chúng ta mà tài sản chúng ta có nhưng mà sức khỏe của chúng ta mà không có thì nó là tất cả, nó là di sản hết, đúng không ạ? Cho nên chúng ta hãy cần điều đầu tiên là sức khỏe. Và những cái thông tin về sức khỏe em đã đưa lên rồi. Đấy, không phải ai cũng biết đâu ạ. Không, rất đơn giản thôi nhưng mà không phải ai cũng biết đâu. Và sau đó là những cái cổ phần gốc của tập đoàn Unisky, các anh chị có những triệu cổ phần, những trăm cổ phần, những chục triệu cổ phần, mấy chục triệu cổ phần, là các quý cô chú anh chị là gì ạ, nắm giữ thật chặt, tức là
là nắm thật chặt và giữ thật lâu cho em Thu. Sau đó là kể cả cái đồng Pi Network anh chị cũng giữ thật lâu cho em, bởi vì nó là một cái đồng tiền đỉnh nhất của đỉnh nhất ạ. Đó, tới đây rồi các anh chị mới biết nó là web 3 đấy ạ. Nó là web 3 đấy chứ không phải không đâu ạ. Mà web 3 nó ra đời để làm gì thì trong nhóm các anh chị biết hết rồi đúng không? Đó, em là một người gọi là bình thường thôi, em không giỏi đâu ạ, nhưng em lại chịu khó là cập nhật thông tin, và cái tư duy của em và cái gì ạ, cái tần số năng lượng của em đã hút được những cái người như thế và biết được những thông tin đó đấy ạ, chứ không phải là không đâu ạ. Và bây giờ các anh chị cũng là may mắn là được em Thu là gì ạ, đã lan tỏa cái cơ hội may mắn đó đến với các quý cô chú anh chị đó. Cho nên là chúng ta hãy giúp những người thân xung quanh chúng ta biết được những thông tin đó, cập nhật những thông tin đó, để tới đây họ đỡ phải đột ngột, đỡ phải sốc, đúng không ạ? Và khi chúng ta có những cái cơ hội thì chúng ta hãy lan tỏa để giúp họ có những cái tài sản, giúp họ có những cái tài sản để họ nắm trong tay. Chúng ta giàu một mình cũng không vui, đúng không ạ? Đó, biết thông tin không một mình cũng không vui, đúng không ạ? Và bản thân em Thu không thể chịu được một mình, và em Thu đã lập lên một cái nhóm đó để gì ạ? Giúp các anh chị em cũng là gì ạ? Biết được thông tin đó, mà thông tin toàn những cái thông tin giá trị thôi ạ. Đấy. Còn các anh chị nào mà bây giờ vẫn còn nhiều cái thông tin nó đột ngột quá, nó ví dụ như là những cốc đấy này còn em còn chưa đưa hết ạ, còn tới đây các anh chị mới biết, em chỉ đưa cho các anh chị những cái thông tin đó, và có một số thông tin em chưa muốn đưa lên, bởi vì cái thông tin, những thông tin đó là bản thân em Thu cảm nhận được, lúc đầu em Thu nghe, em Thu đọc cũng thấy là sốc. Thực sự đó, không thể tin nổi, không dám tin, mà vẫn phải, đó là sự thật mà phải tin. Mà sau đó là khi em biết đến, mà em sẽ đưa thông tin dần dần cho quý cô chú anh chị hiểu dần, biết dần, cảm nhận dần, rồi em sẽ từ từ em đưa thêm thông tin. Mà có thể là khi em chưa kịp đưa, nó đã gì ạ? Công bố rồi. Mà đã công bố rồi, cả toàn cầu ai cũng biết. Lúc đó là không gọi là ít người biết nữa, cả toàn cầu biết rồi. Đó, cũng như tập đoàn Ulisky này, bây giờ có phải đầy người, nhiều người ngoài kia chưa biết đến cái công nghệ của Ulisky không? Mà rõ ràng người ta thu hút vốn từ năm 2014 đến giờ, cả toàn cầu nhé, theo hình thức crowdfunding, tức là qua một cái trang web, đúng không ạ? Bất cứ ai trên thế giới từ $50 trở lên cũng góp vốn, cũng trở thành cổ đông của tập đoàn được, chứ không cần nhiều vốn. Đó, cho nên là gì ạ? Cho nên là chúng ta là thấy đâu ạ, từ 2014 đến giờ nó là 9 năm, đúng không? Cuối năm 2014 đến cuối năm nay là 9 năm rồi. Mà trong 9 năm đó, mà Việt Nam chúng ta, em Triệu Tâm đã mang cơ hội về Việt Nam chúng ta bắt đầu từ cuối năm 2016, mà đến bây giờ mới được có tầm 300.000 nhà đầu tư. Thì em xin hỏi quý cô chú anh chị là 100 triệu dân Việt Nam chúng ta mà có đến chỉ tầm khoảng là hơn 300.000 nhà đầu tư, thì các anh chị em thấy nó bằng 1% bao nhiêu không ạ? Có được 1% chưa ạ? Chưa, đúng không ạ? Đấy, cho nên là nhiều người ngoài kia đang cần chúng ta giúp đỡ lắm ạ. Nên các anh chị là hãy gì ạ? Yêu công nghệ Ulisky rồi, các anh chị hãy lan tỏa cùng em Thu đi. Đấy, thứ nhất là các anh chị nếu mà chưa livestream được thì các anh chị có thể là chỉ share những cái livestream của em Thu, hoặc tag tên những người bạn, người nhà của mình vào trong livestream của em Thu để giúp họ hiểu ra. Và sau đó có thể là gì ạ? Chia sẻ vào chính cái trang cá nhân của mình và những cái hội nhóm, người ta giờ đang cần việc làm rất là nhiều, và người ta biết cái thông tin này đâu đó lại giúp được người ta, đúng không ạ? Mà nếu như các anh chị lên livestream được là tốt, mà không lên được livestream thì hãy share livestream của em Thu. Mà nếu như các anh chị mà có thời gian, các anh chị hãy lên livestream đi. Các anh chị hiểu đến đâu thì các anh chị chia sẻ với họ đến đó. Chúng ta không cần phải gì ạ, chi tiết đầy đủ đâu ạ. Chúng ta chỉ cần hiểu đến đâu theo cái cảm nhận của chúng ta để chúng ta nói, để cho giúp họ thôi. Chứ chúng ta cũng đừng có gì ạ, nói màu mè để làm gì. Mình có phải là đa cấp lừa đảo như ngoài kia đâu mà chúng ta cần phải nói màu mè, phải nói những cái gì ạ, trao chuốt những cái gì ạ, gia vị, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần thôi dù đục chấm nước cái cũng được, nhưng chúng ta đó là chúng ta làm cái thật, đang trao giá trị thật cho cộng đồng đó. Cho nên bởi vì những cái người mà người ta cứ nghĩ đánh đồng đấy, những đa cấp lừa đảo ngoài kia người ta có những cái tiêu cực, thậm chí là em Thu đang livestream này trước đấy, thỉnh thoảng các anh chị thấy không ạ, theo dõi mấy tháng nay của em
là cũng có những người tiêu cực vào comment mấy câu đúng không ạ? Đấy, xong bắt đầu em tôi nói cho mấy câu cái là chim cút đúng không ạ? Họ đến những cái tầm gọi là không thuộc với cái tư duy và cái tầm của mình. Họ đã không giúp được ai rồi nhưng họ lại đang vào phá đám đúng không? Họ đã không giúp, họ không mang giá trị lại cho cộng đồng, họ lại vào phá đám. Họ đó, những cái con người đó liệu có còn tồn tại ở cái thế giới này không ạ? À, những cái con người như thế thì không nên tồn tại ở cái thế giới này. Đúng không ạ? Chỉ chật đất. Mùn Utera cổ phần chuẩn bị huy động vốn. Sau 3 năm nữa, rất nhiều tiền trả cổ tức. Mùn Utera cháu thu ạ. Chuẩn luôn thu ạ. Những cái thông tin cháu đưa lên nhóm đấy ạ, là các chú, các cô, các anh chị em là phải hiểu là Uliskai của chúng ta có cái mùn vi sinh ạ, có cái mùn này này, Utera này này, là tới đây là tức là thế giới người ta chỉ chuộng những gì ạ, sản phẩm sạch, thực phẩm sạch. Thì Utera này của chúng ta là phù hợp với cái gì ạ, quỷ nguyên mới tới đây. Cho nên là tại làm sao chủ tịch nói là chúng ta sẽ gì ạ, là một mảng kinh doanh lớn nhất thế giới. Và chúng ta sẽ là những cổ đông lớn nhất thế giới là như vậy đấy ạ. Cho nên là nhiều khi cháu muốn đăng những cái video lên Zalo là hoặc là có thể lên Facebook, có thể lên TikTok là để cho các anh chị em, đúng không ạ? Những anh chị em mới, kể cả những anh chị em cô chú cũ đã là diện cổ đông rồi, cũng gì ạ, hiểu ra cái những cái video đó, những cái lời khẳng định của ngài chủ tịch. Đúng không ạ? Và cháu Thu còn đang tìm cái video mà không biết để ở cái chỗ nào có cái video chủ tịch nói là lừa đảo đa cấp gì ở đây đấy ạ. Đó. Còn cái video đó cháu còn đang tìm để cháu muốn đăng lại cái video đó mà không biết tìm ở đâu. Chưa tìm thấy. Mấy ngày hôm nay tìm chưa thấy, không biết là nó lẫn ở đâu. Cảm ơn chú Thắng rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh Kỳ. À, và bây giờ em Thu xin phép dừng livestream tại đây bởi vì giờ cũng rất là muộn rồi mà hôm nay là ngày chủ nhật. Bây giờ vẫn còn gần 30 quý cô chú anh chị trong livestream của em Thu. Thì em chúc tất cả quý cô chú anh chị có một giấc ngủ ngon. Ngày mai chúng ta có một cái đầu tuần mới, vạn sự khởi đầu để chúng ta có một cái tuần mới để chúng ta làm việc hiệu quả hơn và năng lượng hơn, mà năng lượng là ngân lượng sẽ nhiều hơn. Đúng không ạ? Mọi thứ cái gì cũng hơn ngày hôm trước thôi, đúng không ạ? Thì hôm nay là em Thu là xin phép dừng livestream tại đây và hẹn lại quý cô chú anh chị trong 21 giờ 15 phút hàng ngày. Khi nào em nghỉ thì em sẽ có thông báo, đúng không ạ? Có thể là gì ạ? Có thể là người em nó mệt quá không lên livestream được, hoặc là có công việc gì thì em không lên livestream được, là em có thể là em thông báo, hoặc có thể gấp quá em không thông báo được thì cũng gì ạ? Các quý cô chú cũng thông cảm và em sẽ thông báo sau, lý do sau ạ. Còn bây giờ em xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị đã lắng nghe em Thu chia sẻ và lan tỏa giúp em Thu đến với cộng đồng. Và anh chị em nào mà nghiêm túc tìm hiểu xem những livestream của em Thu trong vài tháng qua thì hãy nghiêm túc và hãy gì ạ? Cho mình cơ hội để tìm hiểu, cơ hội cho bản thân mình và tương lai con cái mình và họ hàng mình nữa, đúng không ạ? Một người biết, một người hiểu và cả gia đình, cả họ hàng thì chúng ta đều biết, đều hiểu đến là vô cùng tuyệt vời. Đó mới là giá trị, đúng không ạ? Và bây giờ em xin chào và tạm biệt nhé. Còn quý cô chú anh chị nào muốn vào nhóm hoặc là muốn liên hệ gì, kết bạn Zalo với em theo số 0966 091622 thì kết bạn Zalo với em sẽ cho vào nhóm và gì ạ? Có thể là tìm hiểu và theo số Zalo này của em nhé. Vâng, cảm ơn cô Lịnh, cảm ơn em Cương. Và em xin chào, em sẽ tắt like tại đây ạ. Em xin chào nhé. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.